Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 109. Chủ nhân Bút Đại Đạo mỉm cười, sau đó nói, trật tự mà chúng ta muốn thiết lập khác nhau, Tịnh Tông chủ muốn không có trật tự, cậu muốn thiết lập một trật tự công bằng, trật tự mà ta muốn thiết lập lại là một kiểu khác, có lẽ sau này giữa chúng ta sẽ cùng đường nhưng bây giờ không phải. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn không nói gì nữa, dẫn Phục Võ xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân và Phục Võ đi rồi, một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện bên cạnh chủ nhân Bút Đại Đạo, người đến là Vô Biên Chủ, trong tay ông ta còn cầm một bình rượu. Advertisement. Vô Biên Chủ cười nói, thú vị đấy, tên nhóc này giống cha hắn năm xưa, không muốn làm vua dựa dẫm, không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, cho dù thế nào cũng là chuyện tốt. Vô Biên Chủ bỗng nói, ta muốn đi phiêu bạt. Chủ nhân Bút Đại Đạo quay đầu nhìn Vô Biên Chủ, ông xác định rồi à? Vô Biên Chủ bật cười, cầm bình rượu uống một ngụm rồi nói, mặc dù những ngày tháng sống mơ mơ màng màng nhưng ta vẫn khao khát giả, à không, ta vẫn hướng về những ngày tháng nhiệt huyết, vừa lúc tên nhóc này được xem là cháu của ta, nếu hắn đã không muốn gọi cha hắn thì để người làm thúc ta đây giúp hắn. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười nói, tùy ông. Vô Biên Chủ ném bừa chai rượu trong tay sang một bên. Sau đó cười nói, ta bặt vô âm tín nhiều năm như vậy cũng nên xuất hiện rồi, nếu không người đời sắp quên ta mất. Diệp Quân không dẫn Phục Võ quay về nền văn minh vệ giả, mà dẫn cô ấy đến Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn muốn gặp một người cuối cùng. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đến trước một ngôi làng nhỏ. Bầu trời xám xịt hình như sắp mưa, cả ngôi làng nhỏ cực kỳ vắng vẻ, không một tiếng động, trước cổng làng có một chiếc ghế xếp. Diệp Quân dẫn Phục Võ đi đến trước cổng làng, ngay lúc này một người phụ nữ mặc đồ trắng bước đến từ cách đó không xa. Người đến chính là Tịnh Tông Chủ. Nhìn thấy Tịnh Tông Chủ, mí mắt Diệp Quân khẽ giật, thật ra hắn vẫn khá sợ người phụ nữ này, vì hắn cũng không biết rốt cuộc thực lực của người phụ nữ này mạnh thế nào. Cho dù bây giờ hắn mạnh hơn trước vô số lần nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, hắn vẫn không thể nhìn thấu đối phương. Phục Võ cũng nhíu mày khi nhìn thấy Tịnh Tông Chủ. Tịnh Tông Chủ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhưng trên người lại toát ra luồng khí tức vô hình, cô ta không phóng ra bất kỳ khí tức hay khí thế nào, nhưng đứng trước mặt cô ta lại khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Khí thế quá mạnh. Diệp Quân cố gắng bình tĩnh, chắp tay nói, tiền bối. Tịnh Tông Chủ nhìn hắn, cũng không nói gì. Diệp Quân đi thẳng vào vấn đề, Tịnh Tông Chủ, ta muốn xây dựng một vũ trụ có trật tự. Nhưng cô lại muốn một thế giới vũ trụ không có trật tự, cho dù là có trật tự hay không, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Bây giờ có người muốn luyện chế hàng tỷ sinh vật trong toàn vũ trụ thành đạo khí thời gian. Nói đến đây hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy ánh mắt cô ta vẫn bình tĩnh như nước, hắn thầm thở dài. Hắn biết không có cơ hội. Dĩ nhiên lúc đến đây hắn không ôm quá nhiều hy vọng, hắn chỉ muốn đến nói với đối phương, nếu có thể từ kẻ thù thành bạn dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng giờ xem ra là không thể. Diệp Quân cũng không nói gì thêm, dẫn Phục Võ xoay người đi. Tịnh Tông Chủ bỗng nói, người có biết thế nào là trật tự không? Diệp Quân dừng lại, quay đầu lại nhìn Tịnh Tông Chủ đang nhìn hắn, cái gọi là trật tự chỉ là một quyền lợi, cô thiết lập một trật tự hoàn toàn mới, từ góc độ toàn bộ lịch sử dài đằng đẵng, cuối cùng trật tự này sẽ trở thành một công cụ phục vụ hàng tỷ sinh linh, từ xưa đến nay thế giới này chưa từng thay đổi. Diệp Quân gật đầu, ta biết, nhưng lẽ nào chúng ta biết kết quả cuối cùng nhưng không làm gì sao? Giống như trong thế tục, mọi người đều biết sẽ có ngày mình chết đi nhưng họ vẫn sẽ liều mạng, phấn đấu để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tịnh Tông Chủ, đôi khi quá trình quan trọng hơn kết quả, dĩ nhiên ta biết thực lực của ta hiện giờ khá thấp, thế nên những lời ta nói không có trọng lượng với cô, nhưng ta tin một ngày nào đó chúng ta có thể nói chuyện bình đẳng với nhau. Hắn không nói thêm gì nữa. Dẫn Phục Võ biến mất khỏi đó. Hắn không biết mục đích cuối cùng Tịnh Tông Chủ là gì, nhưng hắn biết mục đích cuối cùng của cô ta không đơn giản. Sau khi Diệp Quân và Phục Võ rời đi, Tịnh Tông Chủ chậm rãi bước đến trước ghế dựa, cô ta nằm xuống, nhắm mắt lại khẽ nói, trật tự, ngây thơ. Đạo của cô ta là nói sao làm thế? Đạo cuối cùng của cô ta là không có trật tự, advertisement. Có trật tự trước thì phá, đó mới là không có trật tự thật sự. Trong đại đạo mênh mông này, cô ta và Diệp Quân mới là tranh giành đại đạo thật sự, dĩ nhiên còn một chủ nhân Bút Đại Đạo nữa. Nếu trật tự của Diệp Quân có thể duy trì được cả vũ trụ thật,
vậy thì cô ta không phá được. Nếu trật tự của hắn bắt đầu thối rữa, bắt đầu nô dịch chúng sinh, vậy thì trật tự của hắn là bàn đạp của cô ta, advertisement. Dĩ nhiên mấy chuyện này đều không quan trọng với cô ta. Tịnh Tông Chủ bỗng mở mắt ra nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà, khẽ nói, thiếu niên đồ sát cuối cùng sẽ trở thành ác long, rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân quay lại nền văn minh vệ giả. Lúc này vũ trụ đa nguyên nhận được tin đa nguyên đạo đế xuất hiện, cường giả ở cả vũ trụ đa nguyên đều rất ngạc nhiên. Khi biết tin đa nguyên đạo đế sắp luyện chế cả vũ trụ thành một món đạo khí thời gian, cả vũ trụ đa nguyên đều hoảng sợ, mọi người đều loạn cả lên. Đa nguyên đạo đế là ai cơ chứ? Năm đó một mình ông ta hợp dòng thời gian của rất nhiều vũ trụ thành một, có thể nói không có ông ta thì không có vũ trụ đa nguyên bây giờ. Bây giờ người từng ở trong truyền thuyết quay lại muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Trong đại điện, các cường giả nền văn minh quy giả và phệ giả tụ họp lại, ngoài ra còn có vài cường giả tán tu đỉnh cấp. Kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn ngồi ở vị trí đầu tiên, sắc mặt hai người đều khá nghiêm trọng vì sau khi họ thông báo cho toàn vũ trụ biết mục đích của đa nguyên đạo đế, cũng không có bao nhiêu cường giả đứng đầu đáp lại. Kỳ chủ bỗng quay đầu nhìn Phạn Diêm La Thiên Tôn, Phạn Thiên Tôn, ông nghĩ thế nào? Phạn Diêm La Thiên Tôn đang định nói thì lúc này một ông lão bỗng nhanh chân bước vào đại điện, cúi người nói, kỳ chủ, Phạn Thiên Tôn, Diệp công tử đã đến. Phạn Diêm La Thiên Tôn vội nói, mau mời vào. Ông lão định đi ra ngoài, Phạn Diêm La Thiên Tôn lại nói, để ta tự mình đi đón. Dứt lời, ông ta mặc kệ mọi người sải bước đi ra ngoài. Mọi người đều ngơ ngác. Kỳ chủ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thấy lão đại nhà mình ra ngoài đón tiếp, dĩ nhiên cường giả nền văn minh quy giả cũng vội đứng dậy đi theo. Các cường giả nền văn minh phệ giả và cường giả tán tu đều không hiểu gì. Cậu Diệp này là ai thế? Thế mà cần Phạn Diêm La Thiên Tôn tự mình đi đón. Diệp Quân vừa bước đến cửa đại điện, Phạn Diêm La Thiên Tôn bước ra, phía sau ông ta còn có một đám cường giả đỉnh cấp nền văn minh quy giả. Phạn Diêm La Thiên Tôn mỉm cười nói, Diệp công tử, cậu quay lại rồi. Diệp Quân cười nói, Phạn tiền bối. Phạn Diêm La Thiên Tôn nói, chúng ta vào trong nói chuyện. Dứt lời, ông ta chủ động nhường đường để Diệp Quân đi trước. Diệp Quân không phải kẻ ngốc, lúc này làm tư thế mời, Phạn tiền bối đi trước đi. Phạn Diêm La Thiên Tôn mỉm cười, cậu đi trước đi. Diệp Quân cũng không từ chối nữa, bây giờ mà chú ý vào lễ nghi rườm rà này chắc chắn là lãng phí thời gian. Sau khi Diệp Quân bước vào đại điện, tất cả cường giả ở đó đều đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đều hiện lên vẻ tò mò. Diệp Quân vừa đến vũ trụ đa nguyên, thế nên rất nhiều người còn xa lạ với Diệp Quân. Kỳ chủ dẫn đầu cũng chậm rãi bước ra, cô ta nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, quay lại rồi à. Diệp Quân gật đầu, kỳ cô nương, bây giờ bên các cô thế nào rồi? Kỳ chủ cười nói, ngồi xuống trước đi, ta giới thiệu cậu với mọi người. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn hai bên trái phải, nhưng thấy không có chỗ ngồi, Phạn Diêm La Thiên Tôn nói, cậu Diệp, cậu ngồi đây. Dứt lời, ông ta chỉ vào vị trí ban đầu của mình. Thấy thế, các cường giả ở đó đều nhìn nhau. Diệp Quân nhìn Phạn Diêm La Thiên Tôn. Hắn biết Phạn Diêm La Thiên Tôn đang cố gắng tạo vị thế cho hắn, dù sao Diệp Quân cũng không có danh tiếng trong vũ trụ đa nguyên, nếu ở đây không có ai tạo ra vị thế cho hắn thì sẽ không có ai để tâm đến những lời sau đó của hắn. Ở đây cực kỳ nghiêm khắc với chế độ cấp bậc. Một người trẻ tuổi như ngươi tại sao lại đến đây chỉ tay năm ngón? Nhưng có hành động này của Phạn Diêm La Thiên Tôn, không ai ở đây dám khinh thường hắn. Diệp Quân mỉm cười với Phạn Diêm La Thiên Tôn. Sau đó ngồi vào chỗ đó. Thấy Diệp Quân cười với mình, Phạn Diêm La Thiên Tôn cũng nở nụ cười, thiếu niên này hiểu ý ông ta. Kỳ chủ cũng là một người thông minh nên dĩ nhiên cô ta hiểu được ý của Phạn Diêm La Thiên Tôn. Sau khi Diệp Quân ngồi xuống, cô ta cười nói, Diệp công tử, để ta giới thiệu cho cậu vài người bạn mới đến. Dứt lời, cô ta nhìn một ông lão ở một bên, ông lão đó mặc bộ đồ tím xa hoa, không giận mà uy, khí thế cực mạnh. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của kỳ chủ, ông ta vội đứng dậy, sau đó chắp tay với Diệp Quân, Diệp công tử, ta là Mục Dã, một tán tu. Diệp Quân mỉm cười nói, vinh hạnh được gặp. Mục Dã gật đầu, sau đó ngồi xuống nhưng ánh mắt ông ta vẫn nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ tò mò. Kỳ chủ lại nhìn một người đàn ông trung niên bên cạnh Mục Dã,
người đó mặc một bộ rộng rãi màu trắng, tay cầm chiếc quạt gấp, rất nho nhã. Người đàn ông trung niên cũng đứng lên chắp tay nói, ta là Chử Bình, xin chào Diệp công tử. Diệp Quân cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đồ đỏ ngồi bên cạnh Chử Bình đứng lên, cười nói, Diệp công tử, ta là Khổng Hàn, cũng là một tán tu. Diệp công tử, người tuấn tú quá. Dứt lời, cô ta yêu kiều mỉm cười. Nghe thế rất nhiều người ở đó đều bật cười, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống. Kỳ chủ nói, các vị, thời khắc sinh tử của vũ trụ đa nguyên đã đến. Một câu khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Lúc này Chử Bình tay cầm quạt gấp bỗng nói, kỳ chủ, có biết thực lực của đa nguyên đạo đế mạnh thế nào không? Kỳ chủ bình tĩnh nó, trên siêu thoát bất hủ, thậm chí có thể là không cảnh giới. Nghe thế sắc mặt các cường giả đều xa sầm. Siêu thoát bất hủ là cảnh giới cao nhất của vũ trụ đa nguyên hiện giờ, Phạn Diêm La Thiên Tôn và kỳ chủ đều ở cảnh giới này. Nếu đa nguyên đạo đế này trên cả siêu thoát bất hủ, thậm chí là không cảnh giới thì đánh thế nào được? Khổng Hàn bỗng nói, có thể đầu hàng không? Đầu hàng. Nghe cô ta nói thế, mọi người đều nhìn sang cô ta. Khổng Hàn cười nói, các vị, nếu như đa nguyên đạo đế này chỉ trên siêu thoát bất hủ, ta nghĩ chúng ta vẫn còn hy vọng đánh với ông ta, nhưng nếu ông ta là người không có cảnh giới trong truyền thuyết thì thứ cho ta nói thẳng, chúng ta có hợp sức cũng không thể giết ông ta. Không cảnh giới. Mọi người trong điện đều im lặng. Nếu đa nguyên đạo đế là cường giả không có cảnh giới thật, ai có thể đánh lại ông ta đây? Kỳ chủ bỗng nhìn Diệp Quân, người nghĩ sao? Mọi người đều nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đứng lên, sau đó nói, không đánh mà hàng thì thẹn với lòng. Mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt Khổng Hàn cũng dần trở nên nghiêm trọng. Ở đây đều là cường giả hàng đầu thế gian, nếu lúc này chỉ nghe tên đa nguyên đạo đế đã lựa chọn đầu hàng thì sau này còn tu luyện thế nào? Đạo tâm bị tổn thương, e là cả đời này cũng khó tiến bộ. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ tán dương. Advertisement. Diệp Quân không giảng đạo nghĩa nhân từ với các cường giả đỉnh cấp này, mà nói thẳng với họ không đánh mà hàng, đạo tâm tổn thương. Đánh cũng đánh không lại, các ngươi đã đầu hàng, sau này làm sao mà tu luyện. Phải biết điều quan trọng nhất trong tu luyện là tu tâm, đạo tâm bị tổn thương, sau này con đường đại đạo khó tiến. Diệp Quân nói tiếp, chúng ta hợp lực còn có thể chiến đấu, nếu không hợp lực, thứ cho ta nói thẳng. Đợi các cường giả đỉnh cấp nền văn minh quy giả và nền văn minh vệ giả chết hết, các vị còn có giá trị gì khi ở trước mặt đa nguyên đạo đế? Sống chết đều nằm trong tay ông ta, các vị hy vọng giao sự sống chết của mình vào tay người khác sao? Các cường giả trong điện đều im lặng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dĩ nhiên họ hiểu rõ đạo lý này, hiện giờ hợp sức lại còn đánh lại đa nguyên đạo đế, thậm chí là thương lượng điều kiện. Nhưng nếu có nỗi lòng khác, một khi các cường giả đỉnh cấp nền văn minh quy giả và nền văn minh vệ giả bị đánh bại, lúc đó họ chẳng có tư cách bàn bạc nữa. Diệp Quân không nói gì thêm, sau đó ngồi xuống. Hắn biết không thể nói đạo đức nhân nghĩa với các cường giả này, vì chẳng có tác dụng gì. Phải nói đến lợi ích với họ. Kỳ chủ bỗng cười nói, các vị, lần này đa nguyên đạo đế trở về không phải để thống trị toàn bộ vũ trụ, ông ta đến để hủy diệt cả vũ trụ. Thứ cho ta nói thẳng. Trong lòng cường giả này, chúng sinh đều nhỏ như tôm tép, cho dù chúng ta có đi theo ông ta thì ông ta cũng khinh thường chúng ta, có thể vứt bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Khổng Hàn bỗng nói, nếu ông ta là người không cảnh giới thật. Kỳ chủ nhìn Khổng Hàn, một trận chiến thôi, sợ gì ông ta chứ? Sợ gì ông ta? Nghe thế, các cường giả nền văn minh vệ giả đồng thanh hô, một trận chiến thôi, sợ gì ông ta? Họ là cường giả đỉnh cấp nền văn minh vũ trụ cấp 6, cho dù là thực lực hay thân phận cũng đều là cao nhất ở vũ trụ này. Đầu hàng. Họ không làm được chuyện này. Hơn nữa phía sau họ còn có cả một nền văn minh. Lần này đa nguyên đạo đế trở về không phải thống trị vũ trụ mà là hủy diệt vũ trụ, nếu họ không kháng cự, để cho đa nguyên đạo đế hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lúc đó đa nguyên đạo đế sẽ càng trở nên mạnh hơn, càng thêm vô địch. Lúc này, Phạn Diêm La Thiên Tôn nói, các vị, mấy năm nay chúng ta đều dựa vào vũ trụ nền văn minh của mình mới đi đến hiện tại, bây giờ đa nguyên đạo đế muốn tiêu diệt tất cả các vũ trụ và luyện chế đạo khí thời gian, mà lần này đạo khí còn cần mấy trăm triệu sinh linh làm khí linh,
cường giả càng mạnh thì khí linh càng mạnh, vì lẽ đó, cho dù thật sự đầu hàng, e rằng cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Như Diệp công tử đã nói, sao chúng ta có thể giao mạng của mình vào tay người khác? Kỳ chủ đang định lên tiếng thì lúc này một ông lão nhanh chân bước vào, mọi người nhìn ông lão, ông già nói, kỳ chủ, đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh của tộc Vĩnh Hằng đã hành động. Đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh. Nghe ông lão nói thế, sắc mặt các cường giả thay đổi. Đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh của tộc Vĩnh Hằng là một quân đoàn mạnh nhất của nền văn minh Vĩnh Hằng. Kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn nhìn nhau, hai người đều không ngờ Đa Nguyên Đạo Đế lại ra tay nhanh như thế. Đúng lúc này, một người áo đen khác bỗng xông vào, y cúi đầu với kỳ chủ, sau đó cung kính nói, kỳ chủ, tất cả quân tinh nhuệ của tộc Vĩnh Hằng đều đã hành động, chạy thẳng đến nền văn minh vệ giả chúng ta. Vừa dứt lời, lại có một người bước vào, gã cung kính chào rồi nói, kỳ chủ, có khí tức rất mạnh xuất hiện ở trong nền văn minh vệ gia. Mới nói đến đây, lại có một người bước vào run giọng nói, kỳ chủ. Tất cả đại trận của nền văn minh vệ giả đã bị phá. Tất cả đại trận đã vỡ. Nghe thấy câu này, mọi người trong điện đều cực kỳ hoảng sợ. Lúc này kỳ chủ ngồi ở vị trí đầu bỗng đứng lên, mỉm cười nói, các vị, chúng ta đi gặp Đa Nguyên Đạo Đế thôi. Nói xong, cô ta dẫn mọi người rời khỏi đại điện. Trên bầu trời, advertisement, kỳ chủ dẫn các cường giả đến trên tầng mây, một người đàn ông trung niên đứng trên vùng mây trước mặt họ. Không phải là Đa Nguyên Đạo Đế, mà là Vĩnh Hằng võ tộc trưởng tộc Vĩnh Hằng, đứng sau ông ta còn có hai cường giả bí ẩn mặc đồ đen, không cảm nhận được cảnh giới và khí tức. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế không ở đây, kỳ chủ nhíu mày. Vĩnh Hằng võ nhìn kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn, bình tĩnh nói, phải nói rằng ta rất ngạc nhiên với sự lựa chọn của các ngươi. Advertisement. Phạn Diêm La Thiên Tôn cười nói, có người thích quỳ, có người thích đứng, chẳng phải rất bình thường sao? Vĩnh Hằng võ cũng không tức giận trước sự chế nhạo của Phạn Diêm La Thiên Tôn, ông ta cười nói, có vài người muốn quỳ nhưng vẫn không có cơ hội. Nói rồi ông ta bỗng nhìn Diệp Quân, chẳng phải ngươi gọi người đến giúp sao? Trợ thủ của ngươi đâu? Diệp Quân nhìn Vĩnh Hằng Võ, ông đến nói chuyện hay đến đánh nhau? Vĩnh Hằng Võ bật cười, rất có khí phách. Nói rồi ông ta vung tay lên. Thời không phía sau ông ta bỗng nứt lìa, từng đại đạo màu vàng trải ra, các đại đạo này rộng đến cả vạn trượng, chừng mấy chục đại đạo. Sau đó từng luồng khí tức đáng sợ tràn ra từ trong các đại đạo vàng đó như thủy triều đại lộ vàng, cùng lúc đó trời đất và tinh không bỗng rung chuyển. Giống như một trận động đất lớn, làm rung chuyển lòng người. Chẳng mấy chốc hàng vạn kỵ binh trọng giáp hùng hậu màu vàng đều lao đến từ trong đại đạo vàng đó. Đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh. Từng khí thế đáng sợ như muốn hủy diệt trời đất như từng ngọn núi lớn nghiêng ngả nghiền ép, lúc này cả thời không đều sôi trào. Trọng giáp trên người kỵ binh đó là chiến giáp mạnh nhất của nền văn minh Vĩnh Hằng hiện tại, được làm từ tinh thể tinh tú vũ trụ, bên trong chứa gần 10 vạn trận pháp. Tích hợp tấn công và phòng thủ, hơn nữa còn có khả năng tự chữa lành cực kỳ rất mạnh. Cho dù với tài chính của nền văn minh Vĩnh Hằng, cả ngàn năm mới có thể tạo ra một bộ chiến giáp này. Ngay khi đoàn kỵ binh Vĩnh Hằng Thần Thánh đều lao đến, cả trời đất rung chuyển, sau đó bắt đầu dần trở nên mờ ảo. Phía sau đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh còn có mấy chục vạn cường giả đỉnh cấp của nền văn minh Vĩnh Hằng. Thấy thế kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn sầm mặt. Tộc Vĩnh Hằng đã phái hết tất cả những người mạnh nhất ra. Đây là muốn một trận quyết chiến sinh tử. Phạn Diêm La Thiên Tôn cũng không sợ, tức giận hét lên, quy giả vệ ở đâu? Có. Vô số tiếng hô vang lên từ thời không phía sau Phạn Diêm La Thiên Tôn, sau đó thời không tách lìa, hàng vạn cường giả mặc áo giáp đen, tay cầm thương dài bước ra. Quy giả vệ. Đội quân tinh nhuệ nhất của nền văn minh quy giả. Là đội quân mà nền văn minh quy giả dốc hết sức lực của cả nền văn minh vũ trụ tạo ra. Xét về khí thế, quy giả vệ không hề thua kém đoàn kỵ binh Vĩnh Hằng Thần Thánh. Phía sau nền văn minh quy giả, rất nhiều cường giả đỉnh cấp chậm rãi bước ra. Nền văn minh quy giả cũng phái hết những người mạnh nhất ra. Lúc này kỳ chủ bỗng cười nói, quân đoàn vệ giả đâu? Có. Một loạt tiếng gầm bỗng vang lên như tiếng sấm. Ngay sau đó bầu trời bên trái kỳ chủ bỗng nứt ra, sau đó hàng vạn cường giả mặc áo giáp lửa đỏ cùng nhau bước ra, ánh mắt của các cường giả này đều sáng như đuốc, trên người toát ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Quân đoàn vệ giả. Quân đoàn mạnh nhất nền văn minh vệ giả.
một kiếm tu đồ trắng lưng đeo kiếm đứng trước quân đoàn này. Sau khi quân đoàn phệ giả bước ra, xung quanh lại xuất hiện rất nhiều cường giả đỉnh cấp của nền văn minh phệ giả. 2-1, số người chiếm ưu thế. Sắc mặt Vĩnh Hằng Võ lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn bật cười, phái hết người mạnh nhất ra sao. Kỳ chủ nhìn Vĩnh Hằng Võ, Vĩnh Hằng Võ, nếu ba nền văn minh chúng ta kết hợp thì có gì phải sợ đa nguyên đạo đế. Advertisement. Vĩnh Hằng Võ lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại, cô không biết gì cả. Kỳ chủ nhíu mày. Vĩnh Hằng Võ bỗng nhìn Diệp Quân, cười nói, người của ngươi đâu? Thật ra ta mong đợi người đằng sau ngươi xuất hiện hơn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, người nói mấy lời này lần trước là đại tế sư của tộc Đại Vu, bây giờ mộ ông ta cũng đã mọc cỏ rồi đấy. Ha ha! Vĩnh Hằng Võ bật cười không chút dè chừng, một lúc sau ông ta nhìn Diệp Quân, ta rất thích sự bình tĩnh và kiêu ngạo của ngươi. Nhưng điều này mới thú vị, từ kiêu ngạo đến tuyệt vọng, nhìn thấy quá trình này thật sự khiến người ta rất vui sướng. Phạn Diêm La Thiên Tôn cười nói, Vĩnh Hằng Võ, trong ấn tượng của ta, ngươi không phải là người dài dòng, sao hôm nay lại trở nên lề mề như thế? Vĩnh Hằng Võ nhìn Phạn Diêm La Thiên Tôn cười nói, lát nữa mong rằng ngươi vẫn còn khí phách như thế. Phạn Diêm La Thiên Tôn híp mắt, giết. Thẳng thừng khai chiến. Nghe Phạn Diêm La Thiên Tôn nói thế, các cường giả nền văn minh quy giả ở phía sau ông ta định tấn công, nhưng lúc này một uy lực vô hình bỗng xuất hiện, sau đó bao phủ mọi thứ. Sắc mặt mấy người Phạn Diêm La Thiên Tôn lập tức thay đổi. Giác, thời không cách đó không xa bỗng tách lìa, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, người đàn ông trung niên mặc áo bào màu trắng đục đơn giản, ánh mắt sâu thẳm. Đa Nguyên Đạo Đế, nhìn thấy người đến, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Vĩnh Hằng Võ đó cúi người thật thấp với Đa Nguyên Đạo Đế, cực kỳ cung kính, các cường giả tộc Vĩnh Hằng phía sau ông ta đều hành lễ. Sắc mặt Kỳ Chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn trở nên nghiêm trọng hơn, vì họ không cảm nhận được Đa Nguyên Đạo Đế trước mặt này. Sâu không lường được. Sau khi bước ra, Đa Nguyên Đạo Đế liếc nhìn Diệp Quân, sau đó lại nhìn Kỳ Chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn, cười nói các người không phải là đối thủ của ta, đừng lãng phí thời gian, thế nên cứ gọi tổ tiên của nền văn minh đến đây đi. Nghe Đa Nguyên Đạo Đế nói thế, Phạn Diêm La Thiên Tôn và Kỳ Chủ nhìn nhau, ngay sau đó hai người cùng xòe tay ra. Một chùm sáng lao thẳng lên trời từ trong tay hai người, ngay sau đó hai luồng khí tức đáng sợ bỗng dâng lên từ hai chùm sáng. Bên trái là một ông lão đồ trắng, vóc dáng gầy gò nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị, ông ta vừa xuất hiện, các cường giả nền văn minh phệ giả vội vã hành lễ. Thủy tổ của nền văn minh phệ giả cổ hưu. Bên phải là một người đàn ông trung niên áo bào đen, người đàn ông trung niên thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Thủy tổ nền văn minh quy giả Quy Du Kỳ. Nhìn thấy Quy Du Kỳ, các cường giả nền văn minh quy giả cũng vội hành lễ, Phạn Diêm La Thiên Tôn cũng thế. Nhưng Quy Du Kỳ và Cổ Hưu không để ý cường giả nền văn minh quy giả và cường giả nền văn minh phệ giả ở đó, họ nhìn thẳng vào Đa Nguyên Đạo Đế, sau đó cung kính chào trong ánh nhìn kinh ngạc của các cường giả, chào Sư Tôn. Chào Sư Tôn. Nghe đến câu này, tất cả cường giả đều ngơ ngác. Phạn Diêm La Thiên Tôn và Kỳ Chủ đều trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Sư Tôn, thủy tổ của nền văn minh quy giả và thủy tổ của nền văn minh phệ giả thế mà lại là đệ tử của Đa Nguyên Đạo Đế. Chuyện này là sao? Ha ha! Advertisement! Đa Nguyên Đạo Đế bật cười, tiểu quy, tiểu cổ, không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau bằng cách này. Nói rồi ông ta nhìn Phạn Diêm La Thiên Tôn và Kỳ Chủ cách đó không xa. Cười nói, hôm nay hậu duệ nền văn minh của các ngươi muốn hợp sức lại chống đối ta. Quy Du Kỳ và Cổ Hưu biến sắc, Cổ Hưu xoay người lại nhìn các cường giả nền văn minh phệ giả, tức giận nói, quỳ xuống. Quỳ xuống, advertisement. Vừa nghe thế, các cường giả nền văn minh phệ giả ngây người. Họ ngơ ngác nhìn Kỳ Chủ, sắc mặt cô ta khó coi, phải nói là cô ta không ngờ thủy tổ của nền văn minh phệ giả lại là đệ tử của Đa Nguyên Đạo Đế. Thấy các cường giả nền văn minh phệ giả đều nhìn Kỳ Chủ, ánh mắt Cổ Hưu dần trở nên lạnh lùng, ông ta nhìn Kỳ Chủ, bây giờ quỳ xuống thì còn cơ hội sống. Bọn ta sẵn sàng đầu hàng. Ngay lúc này có cường giả nền văn minh phệ giả vội chạy ra rồi quỳ xuống. Chẳng mấy chốc ngày càng nhiều cường giả nền văn minh phệ giả bước ra quỳ xuống.
thủy tổ nền văn minh đã là đệ tử của người ta rồi thì còn đánh đấm gì nữa? Muốn chết sao? Chẳng mấy chốc, ngoài kỳ chủ và kiếm sĩ đồ trắng bạch tướng ra thì tất cả cường giả nền văn minh vệ giả đều quỳ xuống. Đầu hàng. Cổ Hưu nhìn kỳ chủ, ánh mắt lạnh như băng. Ở một bên khác, không để Quy Du Kỳ lên tiếng, cường giả nền văn minh quy giả cũng bước đến trước mặt ông ta, sau đó quỳ xuống, chào thủy tổ. Thật ra họ vốn dĩ vẫn còn hy vọng, dù sao họ nghĩ mọi người hợp sức với nhau, hai nền văn minh đánh một nền văn minh, cộng thêm hai vị lão tổ thì sẽ có ưu thế. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, họ đã tuyệt vọng. Lão tổ đã là đệ tử của người ta, còn đánh gì nữa? Đầu hàng thôi. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, các tán tu cũng quyết định đầu hàng. Thế là bên Diệp Quân chỉ còn lại bốn người. Kỳ chủ, Phạn Diêm La Thiên Tôn, Bạch Tướng, Diệp Quân. Ngay lúc này kỳ chủ bỗng nhìn Diệp Quân, chúng ta không thắng được rồi. Nói xong cô ta dẫn Bạch Tướng đi về phía mấy người đa nguyên đạo đế ở đằng xa. Đi được mấy bước, cô ta bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn kỳ chủ mỉm cười, ta hiểu. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân, vươn tay ra, cùng đến đó nhé. Nhưng Diệp Quân lắc đầu. Ánh mắt kỳ chủ lóe lên tia tiếc nuối, cô ta không nói gì nữa, rút tay về rồi dẫn Bạch Tướng đi đến phía sau đa nguyên đạo đế. Không cùng đường, khó chung đụng. Mặc dù cô ta rất yêu thích thiếu niên kiếm tu này nhưng với cô ta, ngoài sống và đại đạo thì mọi thứ chỉ là mây trôi. Diệp Quân quay đầu nhìn Phạn Diêm La Thiên Tôn bên cạnh, mỉm cười nói, Phạn tiền bối, ta có thể hiểu được. Phạn Diêm La Thiên Tôn im lặng một lúc rồi nói, cậu Diệp, thật xin lỗi. Nói xong, ông ta sải bước đi về phía đa nguyên đạo đế. Ông ta biết nữ kiếm tu váy trắng rất mạnh, nhưng ngay khi thấy thủy tổ của mình là đệ tử của đa nguyên đạo đế, ông ta cũng tuyệt vọng. Ông ta biết rất rõ thực lực của thủy tổ đáng sợ thế nào, đó là trên cả siêu việt bất hủ, thế nhưng chỉ là đệ tử của đa nguyên đạo đế. Đánh thế nào được? Hoàn toàn không có hy vọng. Biết rõ là không làm được nhưng vẫn nhất quyết làm thì chính là ngu ngốc. Người thức thời mới là anh kiệt. Sống mới là quan trọng nhất. Lúc này chỉ còn lại Diệp Quân. Advertisement. Đa nguyên đạo đế nhìn Diệp Quân, cười nói, như vậy thế nào, nếu ngươi bằng lòng quỳ xuống, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, ngươi tự mình chọn đi. Diệp Quân bật cười, ta thích đứng hơn. Đa nguyên đạo đế cũng không bất ngờ, cười nói, có khí phách, thế nên ngươi ra tay đi. Ngay lúc này một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, người đến là Phục Võ. Phục Võ quay đầu nhìn Diệp Quân, để ta đánh trận này. Nói xong, cô ấy cầm kiếm sải bước đi về phía đám người đa nguyên đạo đế. Một người mặc váy trắng. Một người một kiếm. Đơn độc đánh với cả trăm vạn người. Đánh. Phục Võ cầm kiếm thanh huyên chậm rãi đi về phía trăm vạn cường giả, cô ấy không có vẻ sợ hãi. Đa nguyên đạo đế nhìn Phục Võ, cười nói, người ta chỉ phái một người đến, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể đánh hội đồng, ai đến giết cô ta đi. Để ta. Đa nguyên đạo đế vừa dứt lời, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng Thần Thánh bỗng cưỡi ngựa chiến chậm rãi bước ra, ông ta không nhiều lời, con ngựa chiến đột nhiên nhảy lên, phóng qua như một tia sét. Phục Võ ở phía xa bỗng rút kiếm, sau đó rút kiếm lại. Ngay khi cô ấy rút kiếm lại, cô ấy đã ở phía sau đoàn trưởng mấy chục trượng. Đoàn trưởng đó vẫn còn đang quất ngựa chạy đến nhưng đầu ông ta đã biến mất. Một nhát chết luôn. Thấy thế các cường giả nền văn minh đó đều rất ngạc nhiên, người phụ nữ này có chút thực lực. Vĩnh Hằng Võ, kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn đều nhìn kiếm thanh huyên trong tay Phục Võ, ánh mắt của ba người đều trở nên nghiêm trọng, nhất là Vĩnh Hằng Võ, ông ta biết trọng giáp vàng đoàn trưởng mặc đó đáng sợ thế nào, có thể nói những người ở cùng cấp bậc mặc trọng giáp này thì có thể một đánh năm. Thế nhưng ông ta không ngờ bộ trọng giáp này lại mỏng manh như tờ giấy khi ở trước mặt thanh kiếm này. Sau khi chém chết đoàn trưởng đó bằng một thanh kiếm, Phục Võ lại nhìn các cường giả của đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế cười nói, còn có muốn đối đầu với cô nương này không? Ai có thể giết cô ấy, thanh kiếm trong tay cô ấy sẽ là của người đó. Để ta. Vừa dứt lời, một ông lão đồ đen phía sau Vĩnh Hằng Võ chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông lão đồ đen này, Phạn Diêm La Thiên Tôn và kỳ chủ đều khá ngạc nhiên, ông lão này không phải là người bình thường mà là thái thượng trưởng lão của tộc Vĩnh Hằng Vĩnh Hằng Hình, là một trong ba người có thực lực mạnh nhất trong nền văn minh Vĩnh Hằng. Cường giả đỉnh cấp xuất trận. Sau khi bước ra,
Vĩnh Hằng hình nhìn chằm chằm Phục Võ, ông ta cũng không nhiều lời, lập tức giơ tay phải lên, ngay lập tức khu vực thời không chỗ ông ta và Phục Võ bắt đầu biến mất từng chút một. Lúc này Phục Võ bỗng biến mất. Tiếng kiếm vang lên. Vĩnh Hằng hình như cảm nhận được gì, đồng tử co rụt lại, ngay sau đó thời không xung quanh bị phá hủy, một thanh kiếm lao đến trước trán ông ta. Tay phải Vĩnh Hằng hình siết chặt, chùm sáng màu đen bỗng bắn ra từ trong người ông ta. Thế nhưng chùm sáng đen vừa chạm vào kiếm của Phục Võ đã vỡ tan, lúc này Vĩnh Hằng hình đã lùi ra xa cả vạn trượng, cùng lúc đó ông ta giơ tay phải lên cao rồi đập mạnh xuống, giết. Thời không trên đỉnh đầu Phục Võ bỗng nứt ra, sau đó một bàn tay cực lớn phá tan không khí lao đến rồi đập mạnh xuống. Khí tức và khí thế cực lớn khiến cả tinh không vũ trụ chấn động. Advertisement. Phục Võ cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ tiện tay vung ra một nhát kiếm. Vèo. Bàn tay cực lớn đó bị nổ tung. Thấy thế đồng tử Vĩnh Hằng hình ở phía xa co rụt lại, lúc này ông ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thanh kiếm trong tay người phụ nữ này rồi. Không đúng, phải là đánh giá quá thấp thực lực của người phụ nữ này. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ở phía xa cũng khá kinh ngạc, khẽ nói kiếm đạo của ta thua xa Phục tỷ. Hắn cầm kiếm thanh huyên, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều nhưng không khoa trương như lúc Phục Võ cầm kiếm. Lúc này hắn tin rằng Phục Võ cầm kiếm thanh huyên hoàn toàn có thể giết Tịnh Sơ trong tích tắc. Ngay lúc này Phục Võ bỗng biến mất khỏi đó. Đồng tử Vĩnh Hằng hình co rụt lại. Một thanh kiếm đã lao đến trước mặt ông ta. Vĩnh Hằng hình sợ hãi, ông vội lấy một chiếc khiên màu đen khá dày ra chắn trước mặt. Bù! Chỉ một nhát kiếm, tấm khiên đen dày đó đã biến thành tro tàn, bản thân Vĩnh Hằng hình cũng bị văng ra xa đến vạn trượng. Khi dừng lại, cơ thể ông ta nổ tung, máu bắn tung tóe, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng lúc này lại có một nhát kiếm nữa lao đến. Đồng tử Vĩnh Hằng hình co rụt lại thành như mũi kim. Ông ta vội hét lên, tộc trưởng, cứu ta. Lúc này ông ta cảm nhận được khí tức chết chóc, ông ta biết mình không thể đỡ được nhát kiếm này. Mặc dù hơi mất mặt nhưng so với mất mạng thì quả thật không đáng kể. Ngay lúc Vĩnh Hằng hình hô lên cứu mạng, Vĩnh Hằng Võ lập tức biến mất khỏi đó. Phục Võ ở đằng xa bỗng dừng lại, quay phát người lại vung một nhát kiếm ra. Một vùng kiếm quang chém xuống, Vĩnh Hằng Võ lập tức đã bị chém lùi về sau ngàn trượng. Nhưng Phục Võ cũng lùi về sau gần vạn trượng, thật trùng hợp cô ấy lại lùi về hướng của Vĩnh Hằng Hình, thế là trong lúc đó Vĩnh Hằng Hình bị một tia kiếm quang xuyên qua, bị kiếm thanh huyên hấp thu. Sau khi Phục Võ dừng lại, kiếm thanh huyên trong tay cô ấy rung lên, phát ra tiếng kiếm. Khi nhìn thấy Vĩnh Hằng Hình bị chém chết, sắc mặt của Vĩnh Hằng Võ trở nên cực kỳ khó coi, tất nhiên ông ta càng kinh hãi hơn, vì tay phải của ông ta vẫn còn đang chảy máu. Nhát kiếm vừa rồi của Phục Võ làm ông ta bị thương. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn kiếm thanh huyên trong tay Phục Võ, khẽ cười, còn ai muốn kiếm trong tay cô nương này không? Các cường giả nhìn nhau, không ai dám bước ra. Họ đều không ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn thấy được sự đáng sợ của thanh kiếm này. Ba nhát kiếm giết chết Vĩnh Hằng Hình, quá mạnh. Ngay lúc này Vĩnh Hằng Võ bỗng biến mất khỏi đó, một luồng khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao đến chỗ Phục Võ như thủy triều. Phục Võ lại nhắm mắt lại, kiếm thanh huyên trong tay cô ấy khẽ rung lên. Một tiếng kiếm vang lên khắp nơi. Tia kiếm quang lao lên trời. Vèo. Một bóng người liên tục lùi về phía sau gần vạn trượng mới dừng lại. Chính là Vĩnh Hằng Võ. Ngay khi Vĩnh Hằng Võ dừng lại, thời không vô tận phía sau ông ta bị phá vỡ, biến thành một vực thẳm thời không sâu không thấy đáy. Thấy thế bầu không khí lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Advertisement. Một nhát kiếm áp chế Vĩnh Hằng Võ. Sao có thể? Cho dù là kỳ chủ và Phản Diêm La Thiên Tôn cũng đều sửng sốt, phải biết rằng Vĩnh Hằng Võ này là cường giả cảnh giới siêu việt bất hủ, là sự tồn tại trên đỉnh cao về sức chiến đấu nền văn minh vũ trụ cấp 6, trong khi nữ kiếm tu trước mặt ông ta chỉ là người của nền văn minh vũ trụ cấp 5, cho dù cô ấy là sự tồn tại trên đỉnh cao của nền văn minh vũ trụ cấp 5, cũng không có khả năng so sánh với sự tồn tại trên đỉnh cao của nền văn minh vũ trụ cấp 6. Phản Diêm La Thiên Tôn bỗng trầm giọng nói, là thanh kiếm đó. Kỳ chủ nhìn kiếm thanh huyên đang không ngừng rung lên trong tay Phục Võ, hơi khó tin nói, một thanh kiếm khiến cô ấy vượt cả một nền văn minh. Phản Diêm La Thiên Tôn nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên tia phức tạp, đằng sau hắn còn có người mạnh hơn nữa. Nói rồi ông ta thấp giọng thở dài. Thiên mệnh váy trắng đó khiến ông ta tuyệt vọng,
Nhưng ông ta không có sự lựa chọn nào khác, lúc nhìn thấy thủy tổ nền văn minh mình dập đầu với đa nguyên đạo đế, ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay lúc đó ông ta biết thực lực của đa nguyên đạo đế nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta, vì ông ta biết rất rõ thực lực của thủy tổ nền văn minh của mình, người sáng lập ra nền văn minh vũ trụ cấp 6. Thế nhưng một người sáng lập nền văn minh vũ trụ cấp 6 thế mà lại là đệ tử của đa nguyên đạo đế. Mặc dù thiên mệnh váy trắng đó cũng rất mạnh nhưng ông ta không nghĩ đối phương sẽ mạnh hơn đa nguyên đạo đế. Ngay lúc này, một luồng khí tức cực mạnh bộc phát. Vĩnh Hằng Thánh Thương. Ngay lúc này có người ngạc nhiên nói. Mọi người đều nhìn Vĩnh Hằng Võ, trong tay ông ta là một cây thương màu vàng, toàn bộ cây thương đều được làm bằng vàng, ánh sáng vàng tỏa ra, luồng sáng chậm rãi lượn quanh thân cây thương, nhất là đầu mũi thương liên tục có ngọn lửa màu vàng bao quanh. Vĩnh Hằng Thánh Thương. Bảo vật hàng đầu của nền văn minh Vĩnh Hằng, là một trong ba thần vật mạnh nhất của cả vũ trụ đa nguyên. Khi Vĩnh Hằng Võ cầm Vĩnh Hằng Thánh Thương trong tay, khí tức của ông ta bỗng thay đổi. Vĩnh Hằng Võ nhìn Phục Võ, ánh mắt lạnh như băng, lần nữa nào. Giọng nói như sấm rền. Vừa dứt lời, Vĩnh Hằng Võ bỗng biến mất khỏi đó, ngay lập tức một chùm sáng vàng quét qua sân. Hủy diệt trời đất. Đối mặt với đòn tấn công của Vĩnh Hằng Võ, Phục Võ vẫn cực kỳ bình tĩnh, khi chùm sáng vàng đó lao đến trước mặt cô ấy bỗng đâm một nhát kiếm về phía trước. Chỉ một nhát kiếm nhưng lại khiến chùm sáng màu vàng đó nổ tung. Đột nhiên bị phá tan, từng sức mạnh đáng sợ bố liên tục bộc phát từ khu vực thời không của hai người, luồng khí tức mạnh mẽ dâng trào về phía các cường giả bên đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế khẽ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ trong chốc lát khí tức đó biến mất không còn tung tích. Thấy thế kỳ chủ, Phạn Diêm La Thiên Tôn và các cường giả khác đều kinh hãi. Ánh mắt các cường giả ở đó nhìn đa nguyên đạo đế đều thêm phần kính sợ. Ngay lúc này có người bỗng thất thanh nói, Vĩnh Hằng Thánh Thương vỡ. Mọi người rời tầm mắt từ đa nguyên đạo đế sang Vĩnh Hằng Võ, khi nhìn thấy Vĩnh Hằng Võ, mọi người đều sửng sốt. Vì họ nhìn thấy Vĩnh Hằng Thánh Thương trong tay Vĩnh Hằng Võ đã bị nứt ra. Nứt! Các cường giả của nền văn minh Vĩnh Hằng ngây người. Vĩnh Hằng Thánh Thương là thần vật đứng đầu của nền văn minh Vĩnh Hằng, thế nhưng lại bị vỡ. Kỳ chủ và Phạn Diêm La Thiên Tôn nhìn nhau, hai người đều rất kinh ngạc. Họ không ngờ Vĩnh Hằng Thánh Thương còn không đấu lại được thanh kiếm trong tay nữ kiếm tu này. Một nhát kiếm đã khiến nó nứt vỡ. Thật sự rất khó tin. Sau khi dừng lại, Vĩnh Hằng Võ cũng sững sờ khi nhìn Vĩnh Hằng Thánh Thương đã bị nứt trong tay. Thánh Thương của mình thế mà không đấu lại được. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Phục Võ, cảm thấy chấn động không thôi. Lúc này kiếm Thanh Huyên trong tay Phục Võ khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm kêu. Ánh mắt Vĩnh Hằng Võ hiện lên vẻ hung dữ, ông ta nắm chặt Vĩnh Hằng Thánh Thương, định tấn công lần nữa nhưng lúc này Vĩnh Hằng Thánh Thương lại rung lên dữ dội, ngay sau đó nó vùng khỏi tay Vĩnh Hằng Võ, sau đó biến thành tia sáng màu bay đến trước mặt Diệp Quân, run lẩy bẩy. Nó muốn đầu hàng. Lúc này mọi người đều sững sờ. Vẻ mặt Diệp Quân cũng cứng đờ. Thánh Thương Vĩnh Hằng đầu hàng. Tình thế này khiến các cường giả tộc Vĩnh Hằng phát điên. Thần vật đứng đầu văn minh Vĩnh Hằng, mà lại lựa chọn đầu hàng ngay trước mắt toàn bộ người trong tộc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vĩnh Hằng Võ đến lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt xám như tro. Thánh Thương Vĩnh Hằng đầu hàng. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Cơn thịnh nộ bùng lên trong một tiếng gầm thét, Vĩnh Hằng Võ vung cú đấm về phía Diệp Quân, nhưng đã có kiếm quang chém tới. Quỳnh! Ông ta bị hất văng đi mấy nghìn trượng. Người vừa ra tay chính là Phục Võ. Cô ấy đứng chắn trước Diệp Quân, tay cầm kiếm, váy trắng phất phơ như tiên nhân. Bên kia, cánh tay phải của Vĩnh Hằng Võ đã có thêm một vết cắt dài không ngừng đổ máu. Thân xác phi phàm của ông ta đứng trước nhát kiếm này lại chẳng khác gì miếng đậu hũ. Diệp Quân bỗng vươn tay nắm lấy cán Thánh Thương Vĩnh Hằng. Quỳnh! Một quầng sáng vàng bao phủ lấy hắn. Cây thương chủ động nhận chủ. Sắc mặt các cường giả văn minh Vĩnh Hằng càng thêm xấu xí. Thần vật của họ lại ngang nhiên nhận người ngoài làm chủ trước mặt họ thế này. Đúng là vô cùng nhục nhã. Diệp Quân chỉ thành thật hỏi Vĩnh Hằng Võ, ông không dùng vũ khí thì không công bằng lắm, hay là... Ta cho ông mượn cây thương này nhé. Mọi người! Đã giết người rồi còn giết cả tâm. Ánh mắt các cường giả văn minh Vĩnh Hằng sắc như lưỡi kiếm,
nếu chúng có thể giết người thì Diệp Quân có chết 1 triệu lần cũng không đủ. Chỉ thấy Vĩnh Hằng Võ bỗng bước tới, giết. Giết. Mười mấy nghìn kỵ sĩ thần thánh xông ra như muôn vàn tia chớp, thẳng hướng Diệp Quân và Phục Võ. Chuẩn bị giáp lá cà. Sau khi giao chiến với Phục Võ, Vĩnh Hằng Võ biết rằng một mình ông ta không làm gì được nữ kiếm tu này. Bởi vì thanh thần kiếm kinh khủng kia là một, kiếm đạo thâm sâu khó lường của đối phương là hai. Nhân kiếm hợp nhất làm ông ta không có phần thắng. Vì vậy ông ta lựa chọn giáp lá cà. Các kỵ sĩ thần thánh đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, đội hình tấn công không hề rối loạn, người chưa tới mà khí thế đã cuồn cuộn ập đến. Ánh mắt Phục Võ lạnh đi, nhấc chân bước tới. Ý chí kiếm đạo hùng hậu tuôn ra từ cơ thể cô ấy, ùa vào kiếm Thanh Huyền. Phục Võ vung kiếm, advertisement, xoẹt. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy trăm kỵ sĩ thần thánh đầu lìa khỏi xác. Thủ cấp còn chưa rơi xuống, lại có kiếm quang lóe lên, vạch ra một vết nứt giữa đội hình kỵ sĩ, lại mấy trăm cái đầu nữa bay lên cao. Phục Võ giải quyết sạch sẽ toàn bộ kỵ sĩ thần thánh chỉ trong vài hơi thở, để lại sau lưng mấy nghìn thi thể. Advertisement. Cảnh tượng này khiến các cường giả đứng ở xa tái mặt. Sức mạnh khủng khiếp gì thế nào? Giết xong rồi, Phục Võ chưa dừng lại ở đó. Mà lại cầm kiếm vụt ra như một tia chớp, kiếm quang xuất hiện, lại lấy đầu của mấy trăm kỵ binh. Cuộc tàn sát tiếp tục. Những bộ trọng giáp hoàng kim mà Văn Minh Vĩnh Hằng vẫn lấy làm tự hào gặp phải Phục Võ và kiếm Thanh Huyền chẳng khác gì manh giấy rách, vừa chạm là vỡ. Hàng loạt thi thể kỵ sĩ thần thánh nằm la liệt khiến sắc mặt Vĩnh Hằng Võ tái nhợt, trong lòng chỉ thấy kinh hoàng. Phục Võ đã giết thêm mấy trăm kỵ binh. Bên kia, Kỳ Chủ và Phạm Diêm La Thiên Tử cũng không giấu được vẻ hoảng sợ khi thấy sức mạnh của Phục Võ nằm ngoài dự đoán của họ. Người này thật sự đến từ Văn Minh cấp 5 sao? Quy Du Kỳ và Cổ Hưu cũng kinh ngạc, không ngờ nữ kiếm tu này lại mạnh đến vậy. Bản thân Diệp Quân cũng chết khiếp. Hắn biết kiếm Thanh Huyền sẽ giúp Phục Võ trở nên mạnh hơn, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Đúng là thích đâu giết đó. Người bình tĩnh nhất là Đa Nguyên Đạo Đế, vẫn duy trì nụ cười ung dung trên mặt. Bên kia, Phục Võ đã làm thịt được thêm vài nghìn kỵ sĩ thần thánh. Chỉ trong phút chốc đã tiêu diệt phân nửa đội hình. Vĩnh Hằng Võ mới hốt hoảng ra lệnh, rút lui. Ông ta biết nếu tiếp tục đánh thì người này sẽ giết sạch cả đoàn kỵ sĩ. Mà những tinh anh của Văn Minh Vĩnh Hằng thì không thể bỏ mạng công cốc tại đây. Lệnh vừa ra, các kỵ sĩ thần thánh đã nhanh chóng rút lui ra sau lưng Đa Nguyên Đạo Đế. Vĩnh Hằng Võ cảm thấy chút bất mãn trong lòng. Ông ta biết nếu Đa Nguyên Đạo Đế chịu ra tay thì đoàn kỵ sĩ thần thánh đã không phải chịu tổn thất nhiều đến vậy. Bọn họ là do ông ta dốc lòng đào tạo, lần này bị diệt một nửa quân số làm ông ta rỉ máu trong tim. Nhưng có giận thế nào cũng không dám để lộ ra. Vĩnh Hằng Võ không dám đánh tay đôi với Phục Võ nữa mà lui sang một bên. Đáng lẽ Văn Minh Vĩnh Hằng không nên làm chim đầu đàn, nay không chỉ mất người mà còn mất cả thánh thương Vĩnh Hằng. Lỗ nặng, thấy Vĩnh Hằng Võ rút lui, Đa Nguyên Đạo Đế cười, còn ai dám bước ra đấu với cô nương kiếm tu này không? Ông ta nhìn Kỳ Chủ và Phạm Diêm La Thiên Tử. Sắc mặt hai người này xa sầm. Khi nhận ra Đa Nguyên Đạo Đế đang muốn đẩy họ ra giành công lao. Bỗng kiếm sĩ áo trắng đứng cạnh Kỳ Chủ bước ra. Kỳ Chủ gọi theo, Bạch Tướng. Bạch Tướng chỉ ngoái lại, nói ta muốn đấu với cô ta. Rồi cất bước đi về phía Phục Võ. Ông ta nhìn kiếm Thanh Huyền, nói, ngoại vật cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, không phải chính đạo. Rồi khép ngón tay lại. Có tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Hộp kiếm trên lưng Bạch Tướng chấn động, để một thanh phi kiếm phóng lên cao rồi hạ xuống. Khả năng điều khiển đạt đến mức thượng thừa, kiếm đã giáng xuống trước mặt Phục Võ mà nhiều người vẫn chưa hoàn hồn. Phục Võ chỉ trở tay vung kiếm. Duỳnh. Phi kiếm vỡ vụn. Một khắc sau, Phục Võ đã lao về phía Bạch Tướng. Ông ta vỗ mạnh vào hộp kiếm sau lưng, ngàn vạn kiếm quang ồ ạt xông ra chém vào Phục Võ. Advertisement. Nhưng vừa tiếp xúc với kiếm Thanh Huyền đã vỡ tan. Xoẹt. Kiếm quang còn chưa vỡ nát. Phục Võ đã xuất hiện cách Bạch Tướng trăm trượng. Hai mắt Bạch Tướng trợn tròn, miệng há hốc, chưa kịp nói gì thì đầu lìa khỏi cổ, máu phun như trụ. Giết ngay lập tức. Bốn bề im lặng. Phục Võ phẩy kiếm trong tay rồi trở về bên Diệp Quân, lẳng lặng nhìn đám người Đa Nguyên Đạo Đế, mắt như mặt hồ. Các cường giả Văn Minh Vĩnh Hằng đã tỏ ra kiêng dè.
không ai dám xem thường kiếm tu đến từ văn minh cấp 5 này nữa. Đa Nguyên Đạo Đế bật cười, cô nương này đến từ văn minh cấp 5, vậy mà không ai ở văn minh cấp 6 dám đánh cùng sao? Những người khác nghe mà nóng mặt. Thủy tổ cổ hưu của văn minh vệ giả bước ra, vậy để ta lĩnh giáo thử. Đợi đã. Đa Nguyên Đạo Đế nói. Cổ hưu nhìn lại, nghe ông ta cười nói, thanh kiếm kia áp chế linh hồn, người đánh với cô ta trong trạng thái này sẽ không có cơ hội thắng. Sắc mặt cổ hưu xa sầm. Đa Nguyên Đạo Đế đưa ngón tay lên, gõ nhẹ về phía ông ta. Quỳnh. Thời không bên trên vỡ ra, để một thứ sức mạnh kỳ lạ xâm nhập vào linh hồn cổ hưu. Những người khác chỉ biết khó hiểu nhìn cơ thể ông ta bắt đầu hiện ra. Ai nấy đều ngẩn người. Xây lại thân xác ư. Chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Cổ hưu siết tay, thả ra khí thế khiến ai nấy đều thấy khó thở. Quy du kỳ lắp bắp, là sức mạnh quang âm trong truyền thuyết. Quang âm tố thể. Quang âm tố thể. Bốn chữ này khiến Phạm Diêm La Thiên Tử và những người khác nghịch ra, nhưng từ phản ứng của Quy Du Kỳ cũng đã cho thấy đây là một thân xác rất rắn giỏi. Cổ hưu nghe xong thì há hốc mồm. Quang âm tố thể đồng nghĩa với thân thể được làm từ quang âm thứ thần thể đứng thứ nhì khắp các văn minh cấp 6. Số lần xuất hiện của nó trong lịch sử vũ trụ đa nguyên đều không vượt quá 5 lần. Sư tôn của ông ta chỉ vung tay lên là tạo được cho ông ta loại thân thể này. Thật là kinh khủng. Cổ hưu chợt cảm thấy sư tôn mình đúng là sâu không lường được, vô tận như vũ trụ. Ánh mắt ông ta và Quy Du Kỳ nhìn Đa Nguyên Đạo Đế như đang nhìn một vị thần toàn năng, cổ hưu áp chế kinh hãi trong lòng, khom người hành lễ với Đa Nguyên Đại Đế rồi nhìn thanh kiếm trong tay phục võ, cười khẽ ta nhường ngươi một kiếm trước. Nhường một kiếm. Lời này của cổ hưu khiến sắc mặt Diệp Quân trở nên là lạ. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, tiểu hưu, thanh kiếm ấy không bình thường, chớ xem nhẹ. Cổ hưu vội gật đầu, cần tuân sư mệnh. Ông ta vừa dứt lời thì phục võ đã biến mất, chỉ thấy kiếm quang lóe lên rồi ập đến. Kiếm nhanh như điện xẹt, cổ hưu không lùi mà tiến, tung ra cú đấm với vô vàn ánh sáng trắng. Quỳnh! Kiếm quang và ánh sáng nổ tung, sóng xung kích đẩy lui hai người. Phục võ vừa dừng lại đã tiếp tục lao ra như một mũi tên rời cung. Kiếm quang sáng lòa vạn trượng. Bên kia, hai mắt cổ hưu long lên. Tay phải ông ta đã ăn một nhát kiếm tứa máu, nhờ có thân xác đặc biệt mà đang khép lại, nhưng ông ta vẫn khiếp sợ, không ngờ thể xác quang âm mà cũng không cản được thanh kiếm kia. Thứ đó là gì vậy? Nhưng phục võ không cho ông ta thời gian suy nghĩ. Cổ hưu gầm lên, khí thế tăng lên vùn vụt, ông ta vung tay phải ra, siết lại. Quỳnh! Lốc xoáy thời không cuốn quanh nắm tay ông ta. Sức mạnh từ trong đất trời như một tấm lưới vươn tới trói chặt phục võ lại. Nhưng cô ấy vung kiếm lên đập vỡ tất cả, sau đó tấn công cổ hưu. Nhất kiếm phá vạn pháp. Cổ hưu hoảng sợ, nhanh chóng lách người lui về sau. Nhưng thanh kiếm kia lại ầm ầm lao tới nhanh như cắt làm ông ta càng thêm sợ hãi. Cổ hưu không dám đỡ đòn, một lần nữa kéo giãn khoảng cách. Kiếm chém hụt nhưng phục võ không dừng mà lại hóa thành kiếm quang tấn công tiếp. Tốc độ nhanh đến nỗi người khác chỉ nhìn thấy kiếm quang chứ không thấy cô ấy đâu. Sắc mặt cổ hưu trở nên khó xem, trong lòng rối bời, bởi vì mọi thuật pháp hay sức mạnh của ông ta đều không làm gì được nữ kiếm tu này. Cô ta có thể phá vạn pháp chỉ bằng một kiếm. Cổ hưu tiếp tục lùi lại. Các cường giả văn minh vĩnh hằng thấy vậy thì xa sầm mặt. Cổ hưu tuy không dùng chân thân để đến đây nhưng đã được Đa Nguyên Đạo Đế đắp lại thân xác quang âm, sức mạnh ít nhất cũng bằng 6-7 phần thời kỳ đỉnh cao. Vậy mà vẫn bị áp chế. Kỳ chủ và Phạm Diêm La Thiên Tử nhìn kiếm Thanh Huyền với vẻ mặt nặng nề. Họ đã đánh giá thanh kiếm này quá thấp. Sự đáng sợ của nó đã vượt quá dự đoán của họ, khiến họ cảm thấy bất an. Rầm! Bỗng có tiếng nổ vọng lại và một bóng người không ngừng lui bước. Là cổ hưu. Ông ta bị áp chế hoàn toàn, không dám đỡ đòn mà chỉ dám tránh đi mũi kiếm của phục võ. Nhìn sơ là biết mạnh yếu thế nào. Sắc mặt các cường giả văn minh vệ giả đã vô cùng xấu xí, không ngờ thủy tổ nhà mình lại thua dễ dàng như vậy, cảm thấy cổ hưu có gì đó bịp bịp. Đa Nguyên Đạo Đế vẫn giữ nụ cười thong thả, cho dù nhìn thấy cổ hưu liên tục ở thế hạ phong cũng không ra tay. Bên kia, Diệp Quân nhìn phục võ tung hoành với kiếm Thanh Huyền mà phức tạp vô cùng, tháp ra à, Thanh Huyền đi với ta thật sự là thui chột. Tiểu tháp, sai rồi. Diệp Quân cho rằng nó muốn an ủi mình.
vội hỏi, sai chỗ nào? Tiểu Tháp, cực kỳ thui chột mới đúng. Diệp Quân. Tiểu Tháp lại nói, ta cũng không muốn nhắc lại cái đề tài phụ thuộc nhàm chán này nữa, nhưng cái gì nên nói thì vẫn nên nói. Thứ nhất, thanh kiếm ấy do cô ngươi chế tạo cho cha ngươi, tuy người đang cầm nó là ngươi nhưng cũng phải hiểu rõ tiểu hồn không nhận ngươi làm chủ, chỉ xem như người thân đúng hơn là một đứa bé mà thôi. Hiểu ý ta không? Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói, ta phải có một thanh kiếm của riêng mình. Nó phải cùng ta trưởng thành, ta yếu nó yếu, ta mạnh nó mạnh. Tiểu Tháp cười đồng ý, chính xác, nhưng nếu ngươi có thể khiến tiểu hồn cam tâm tình nguyện thần phục thì nó cũng có thể trở thành kiếm của ngươi. Có điều làm vậy rất khó, ngay cả phục võ cô nương cũng không làm được chứ đừng nói ngươi. Kiếm Thanh Huyên là do người mạnh nhất thế gian tạo ra, sau đó lại theo cha ngươi đồng sinh cộng tử, cho đến khi cha ngươi cũng miễn cưỡng xem như vô địch. Đã vậy thì nó càng khó lòng vừa mắt người khác. Diệp Quân, Tháp gia cũng vậy đúng không? Tiểu Tháp không nói gì. Diệp Quân, người ban đầu đi theo ông nội ta. Không như cha con ta, ông nội đã đánh chém bằng thực lực của bản thân, có tài phú đủ dùng cả đời, mà cha con ta chỉ xem như thừa kế gia sản. Nếu chúng ta không phải con cháu của ông ấy thì Tháp gia cũng đã chẳng thèm để ý rồi đúng không? Tiểu Tháp cười đáp, ta chưa từng nghĩ đến những việc này, chỉ cần biết đã là người nhà thì không cần để tâm những thứ râu ria ấy. Cho dù cha con các ngươi là phế vật thì cũng là người nhà của ta, có kẻ nào yêu nghiệt tài giỏi hơn nữa thì cũng là người ngoài mà thôi. Diệp Quân cười rộ lên. Người nhà. Hắn chợt cảm thấy may mắn biết bao khi được người nhà họ Dương lẫn bên gia đình của cha đối xử rất tốt. Advertisement. Hắn nhìn về phương xa, nói ta chưa trải qua khó khăn gian khổ gì đáng kể như cha và ông nội, có gặp thì cũng có hai nhà Dương Diệp ra tay giải quyết. Tháp gia à? Nếu lát nữa họ giáp lá cả thì hai ta tự bạo đi. Tiểu Tháp bác bỏ ngay, đừng lôi ta vào mấy chuyện này. Diệp Quân bật cười, ánh mắt trở nên kiên định. Quỳnh! Bỗng một tiếng nổ vọng lại từ xa khi kiếm quang bùng lên. Cổ Hưu đang vất vả đỡ đòn bị đánh bay đi xa, thân xác Quang Âm cũng nứt nẻ. Không còn sức đánh trả. Sắc mặt ông ta vàng như giấy, trong lòng càng thấy kiêng kỵ khi thấy thân xác Quang Âm đã bị phá. Đến nó mà cũng không ngăn được kiếm của người này. Sợ rằng đánh nữa sẽ dẫn tới cảnh thần hồn câu diệt, Cổ Hưu bắt đầu thoái chí. Bèn ngoái đầu nhìn Đa Nguyên Đạo Đế. Đối phương khẽ lắc đầu, ta đã nói ngay từ đầu, đừng có mãi nghiên cứu những thứ hoa hòe loè loẹt kia, sức mạnh thuần túy mới là chủ đạo. Ngươi không nghe lời, bây giờ đã biết sai chưa? Cổ Hưu mượn thế xuống nước, cung kính hành lễ, sư tôn dạy phải. Đa Nguyên Đạo Đế cười, có ai còn muốn thử chiêu cùng cô nương này không? Sau lưng ông ta im lặng như tờ. Ngay cả thủy tổ của Văn Minh Vệ Giả còn bị đánh như con thì có ai còn dám ra mặt chứ? Đa Nguyên Đạo Đế lại nói, A Phu, thử xem. A Phu, những người khác còn đang thắc mắc thì thời không bên phải Đa Nguyên Đạo Đế vỡ ra, để một người đàn ông trung niên cao lớn khôi ngô bước ra. Ông ta không có một sợi tóc, cả người to lớn lạ thường. Bắp thịt nổi gân xanh dữ tợn. Ánh mắt ông ta lập tức chú ý tới phục võ, một khắc sau đã bắn ra như quả đạn pháo. Quỳnh! Tiếng nổ liên tục vang lên khiến các cường giả điếc cả tai. Phục võ nheo mắt, vung kiếm chém ra. Ầm! Kiếm quang bùng nổ khi một bóng người lui bước. Lần này lại là phục võ. Cô ấy lui lại chừng nghìn trượng, tay phải đã tê dần. Bên kia, nắm đấm của A Phu đã ăn một nhát chém sâu hóm. Ông ta chủ tu thân thể và sức mạnh, nào ngờ chúng cũng không cản được. A Phu không thèm để ý, lập tức biến mất. Quỳnh! Sức mạnh hủy thiên diệt địa ầm ầm cuốn về phía phục võ. Cô ấy nheo mắt, mắt đầy sát ý, kiếm Thanh Huyên trong tay không ngừng kêu lên. Phục võ phóng lên cao, vung kiếm. Ý chí kiếm đạo hùng hậu ngập tràn đất trời. Quyền chạm kiếm. Ầm! Xoẹt! Advertisement! Sức mạnh khổng lồ đẩy phục võ lùi lại, nhưng lần này kiếm Thanh Huyên đã đâm xuyên quả đấm của A Phu. Phục võ khép ngón tay lại, ngự kiếm từ xa, giết. Thanh kiếm chấn động, đâm xuyên người A Phu. Ông ta cứng đờ tại chỗ, sau đó bị kiếm Thanh Huyền hấp thu linh hồn. Giết ngay và luôn. A Phu ngã xuống, bồn bề tĩnh lặng. Phục võ vươn tay, đón lấy kiếm quang bay ra từ người A Phu. Kiếm Thanh Huyền trở về. Vẫn không ngừng kêu lên. Các cường giả khác nhìn cô ấy đầy kiêng dè. Không tệ.
Bỗng Đa Nguyên Đạo Đế cười lên, kiếm không tệ, người cũng rất mạnh, đúng là khiến ta bất ngờ. Rồi ông ta nắm tay lại. Đất trời bỗng chốc nhòe đi. Phục Võ nhíu mày, vung kiếm Thanh Huyền ra bảo vệ Diệp Quân. Chỉ thấy thời không nơi A Phu ngã xuống chấn động khi có sức mạnh kỳ lạ tràn vào, sau đó người đã chết kia chậm rãi đứng dậy trong mọi ánh mắt kinh ngạc. A Phu đã hồi sinh. Nghịch chuyển thời gian. Bồn bề im lặng như một nấm mồ. Hồi sinh người chết. Cảnh tượng này khiến Diệp Quân và Phục Võ biến sắc. Hình ảnh A Phu chậm rãi đứng dậy khiến đáy lòng Diệp Quân chấn động. Sống lại thật rồi. Sao lại thế được? Sao Đa Nguyên Đạo Đế lại có thể cải tử hồi sinh? Phục Võ nhíu mày thật chặt, trong mắt tràn ngập khó tin. Các cường giả văn minh khác thì nhìn Đa Nguyên Đạo Đế như nhìn một vị thần toàn năng, trong mắt là sự sùng bái cuồng nhiệt. Ngay cả Kỳ Chủ và Phạm Diêm La Thiên Tử cũng vô cùng ngỡ ngàng, cả hai nhìn nhau xen lẫn khiếp sợ và sung sướng. Vì họ đã lựa chọn chính xác. Đa Nguyên Đạo Đế đúng là vô địch. Cũng may bọn họ không đối đầu với ông ta, bằng không thì đúng là chìm sâu trong tuyệt vọng. Kỳ Chủ nhìn Diệp Quân với vẻ phức tạp, cô ta có hảo cảm với người này, tiếc rằng hắn lại tự chọn đường chết. Ôi! Cô ta thầm thở dài đáng tiếc, nhưng rồi nhanh chóng bỏ lại phía sau. Với cô ta, tiếp tục tồn tại với đại đạo mới là tối quan trọng. Trong bóng tối, có hai người đang âm thầm quan sát, chính là chủ nhân bút đại đạo và vô biên chủ. Bọn họ đã có mặt từ lâu nhưng không xuất hiện mà cứ đứng đó quan sát. Vô biên chủ nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, cười nói, người này cũng cao tay đấy. Chủ nhân bút đại đạo chỉ cười không nói. Ánh mắt vô biên chủ chuyển sang Diệp Quân và Phục Võ, hắn không gọi ai tới thì sẽ gặp khó đây. Chủ nhân bút đại đạo nhìn theo, trong mắt có điều gì không nói. Vô biên chủ hỏi, ông ta đã làm thế nào vậy? Chủ nhân bút đại đạo thu hồi suy nghĩ, nhìn A Phu vừa được hồi sinh, Đa Nguyên Đạo Đế đã lợi dụng thần thông vô thượng để nghịch chuyển thời gian và thời không. Tên A Phu đó là A Phu của một khắc trước, nói đơn giản lại thì đó là người của quá khứ. Nghịch chuyển thời gian chỉ là tiểu đạo, nhưng nghịch được cả thời không, lại còn dung hợp thời không quá khứ và hiện tại một cách hoàn hảo. Đúng là thú vị. Vô biên chủ hỏi, ông làm được không? Chủ nhân bút đại đạo vội lắc đầu, không không, phế vật quèn như ta không đáng nhắc tới. Vô biên chủ. Bên dưới. A Phu nhìn xung quanh với vẻ hoang mang. Không phải mình đã chết rồi ư? Vì sao vẫn còn ở đây? Ông ta nhìn thấy Đa Nguyên Đạo Đế, như hiểu ra điều gì mà lập tức hành lễ với Đa Nguyên Đạo Đế, phấn khích gọi, sư tôn. Đây chính là lý do ông ta được hồi sinh. Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười, lui sang bên đi. A Phu vội vàng làm theo với sự hưng phấn khó tả. Đa Nguyên Đạo Đế quan sát thanh kiếm trong tay Phục Võ, nói kiếm này đúng là khó lường, nhưng kiếm đạo của ngươi cũng rất mạnh. Ý chí kiếm đạo thuộc về thứ hạng cao cấp nhất văn minh cấp 6. Nhưng với ta vẫn là chưa đủ. Phục Võ im lặng nhìn lại. Đa Nguyên Đạo Đế cười lên, ta không phải kiếm tu nhưng vẫn thưởng thức kiếm tu. Ta cho ngươi ba lựa chọn, thứ nhất là thần phục ta sẽ giúp kiếm đạo của ngươi tăng lên cảnh giới tiếp theo, thứ nhì, ngươi rời khỏi đây, thứ ba, chết. Chọn đi. Diệp Quân bỗng lên tiếng, Phục tỷ. Phục Võ quay lại, nghe hắn nói, xin lỗi, ta không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Tỷ đi đi. Hắn gọi Phục Võ đến đây vì cho rằng một khi liên thủ với văn minh quy giả và văn minh vệ giả thì sẽ có cơ hội chống lại Đa Nguyên Đạo Đế, nào ngờ thủy tổ hai phe kia lại là đồ đệ của ông ta. Cũng không ngờ Đa Nguyên Đạo Đế lại mạnh ngoài dự đoán. Nhưng không sao cả. Sống trên đời rồi cũng sẽ gặp phải bất trắc chứ làm gì có ai trơn tru được mãi. Phục Võ hỏi hắn, còn kẹo hồ lô không? Diệp Quân gật đầu, còn. Phục Võ vươn tay ra. Diệp Quân nhìn cô ấy một phen rồi đặt một sâu kẹo vào. Phục Võ bỏ vào miệng, cắn vỡ quả hồ lô rồi lại cầm kiếm đi về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Diệp Quân gọi lại phía sau, Phục tỷ. Phục Võ dừng bước nhưng không quay lại. Diệp Quân chân thành nói, tỷ không nợ ta gì cả, không cần làm vậy. Phục Võ ngoái lại mỉm cười, ta nợ ngươi hai cái mạng. Rồi lại tiếp tục đi về phía Đa Nguyên Đạo Đế. Diệp Quân mở miệng còn muốn nói gì thì cô ấy đã biến mất. Ý chí kiếm đạo hùng hậu quét ngang bốn phía. Một thanh kiếm ầm ầm giáng xuống từ phía trên Đa Nguyên Đạo Đế. Ông ta mặt không biến sắc, thong thả vung tay. Choang! Kiếm quang vỡ nát.
Phục Võ bị đẩy bay đi vạn trượng, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Các cường giả khác thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu Đa Nguyên Đạo Đế cũng đánh không lại người này thì thôi xong rồi. Kỳ chủ và Phạm Diêm La Thiên Tử thoáng thả lòng. Bọn họ vốn sợ Đa Nguyên Đạo Đế cũng chỉ là trò bịp, nhưng bây giờ xem ra không phải. Phục Võ lau vết máu đi rồi lại biến mất. Kiếm quang lóe lên. Đa Nguyên Đạo Đế vươn tay phải ấn về trước. Quỳnh. Kiếm quang bị xóa sổ. Phục Võ lại lùi về hai vạn trượng, lại ộc ra một mồm đầy máu. Diệp Quân biến sắc, vừa định lên tiếng can ngăn thì Phục Võ lại biến mất. Tiếng kiếm minh rít lên, lại một tia kiếm quang nện xuống đầu Đa Nguyên Đạo Đế. Từ khí thế đến ý chí kiếm đạo của nó đều mạnh hơn hai lần trước rất nhiều, ấy vậy mà ông ta vẫn chỉ nhẹ nhàng vung tay. Quỳnh! Kiếm quang vỡ nát, Phục Võ lùi lại ba vạn trượng, thời không phía sau nổ tung tóe. Lại một dòng máu tươi tràn ra. Phục Võ nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, thân xác bất thình lình bốc cháy. Quỳnh! Khí thế theo đó tăng lên vùn vụt. Diệp Quân hoảng sợ, Phục tỷ. Phục Võ nhắm mắt lại, ta nợ ngươi, cũng nợ Văn Minh Thiên Hành. Nói xong, cô ấy hóa thành kiếm quang bắn tới. Đa Nguyên Đạo Đế bình tĩnh nâng tay phải lên rồi ấn xuống. Quỳnh! Kiếm quang vừa ập tới đã bị chấn vỡ, sức mạnh khổng lồ hất văng Phục Võ đi. Áp chế toàn diện. Các cường giả Văn Minh khác vỗ tay hoan hô. Kỳ chủ nhìn Diệp Quân và Phục Võ với vẻ phức tạp. Thầm nghĩ có đôi khi lựa chọn mình làm ra là vô cùng quan trọng. Cho dù có mạnh đến đâu đi nữa mà lựa chọn sai lầm thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Phạm Diêm La Thiên Tử vừa thấy khó tả vừa thấy vui mừng. Sức mạnh của Đa Nguyên Đạo Đế nằm ngoài dự đoán của ông ta, mà có lẽ đây chưa phải là cực hạn. Người này đã vượt qua phạm vi Văn Minh cấp 6 rồi. Đúng là cường giả chân chính. Bên kia... Phục Võ dừng lại rồi thì nâng kiếm lên đặt sát chân mày. Sau đó, linh hồn cô ấy cũng bốc cháy. Khí tức một lần nữa tăng lên ngùn ngụt. Ánh mắt cô nhìn Đa Nguyên Đạo Đế không hề có sợ hãi, sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Đa số người còn chưa kịp thấy rõ, nó đã ập đến trước mặt Đa Nguyên Đạo Đế. Nhưng lại bị ông ta dùng hai ngón tay chộp lấy. Bốn phía lặng phắc như thể thời gian bị ngưng đọng. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn Phục Võ đang thiêu đốt bản thân, cười nói ta đã bảo, chưa đủ. Rồi ông ta vận lực. Quỳnh! Phục Võ lẫn thanh kiếm đều bị thổi bay đi mấy vạn trượng, thân thể cũng nhòe đi khi dừng lại. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn xuống, thấy trên ngón tay mình có một vết hằn nhàn nhạt bèn mỉm cười, kiếm tốt thật. Phục Võ lại nói với kiếm Thiên Hành, ngươi là thanh kiếm mạnh nhất ta từng thấy, tiếc rằng ngươi không phải kiếm của ta, không phải đạo của ta. Nhưng ngươi lại giúp ta nhìn thấy kiếm đạo mạnh hơn, cảm ơn ngươi. Nói rồi cô ấy buông tay, kiếm Thiên Hành run lên rồi quay về bên Diệp Quân. Không ai hiểu Phục Võ làm vậy để làm gì. Quỳnh, bỗng có kiếm ý hùng hậu phóng ra từ người Diệp Quân, lan đi khắp bốn phương như hồng thủy, khí tức khổng lồ như một ngọn núi ép cho tất cả không thở nổi. Phục Võ đột phá rồi. Chủ nhân bút đại đạo thấy vậy thì tán dương, cầm tuyệt thế thần kiếm trên đời nhưng vẫn giữ vững bản tâm. Nói buông là buông, không bị sức mạnh làm mờ mắt. Rất tốt. Bản tâm của kiếm đạo. Chính là điều quan trọng nhất khi tu kiếm. Bên kia, Đa Nguyên Đạo Đế cũng cười lớn, hay lắm. Không bị sức mạnh bên ngoài mê hoặc đúng là rất giỏi. Bắt kiếm tu như ngươi thần phục chẳng khác gì làm nhục ngươi, nhưng ta không muốn giết ngươi nhanh chóng như vậy. Ta sẽ dùng một cách khác, để ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Ông ta vươn tay, động tác này khiến đất trời nhòe đi, thời không gần đó trở thành một lốc xoáy kỳ lạ, tất cả năng lượng trên đời đều biến chất. Những người khác nhìn mà không hiểu gì. Bỗng Đa Nguyên Đạo Đế quay sang nói với A Phu, ngươi giết cô ta đi. A Phu hành lễ thật sâu rồi bước vào lốc xoáy. Cái quỷ gì vậy, Diệp Quân ngu người ra. Bỗng chủ nhân bút đại đạo và vô biên chủ xuất hiện cạnh hắn. Người trước thấp giọng nói, ông ta đã nghịch chuyển thời gian và thời không. Người kia vừa mới trở về quá khứ để giết Phục Võ cô nương khi cô ấy còn chưa trưởng thành. Người mau đi cứu người, ta sẽ giúp ngăn ông ta lại. Giết Phục Võ trong quá khứ. Diệp Quân biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì mà cầm kiếm Thiên Hành xông vào lốc xoáy thời không. Đa Nguyên Đạo Đế giơ tay lên muốn ngăn cản. Nhưng chủ nhân bút đại đạo đã vung tay đẩy lui sức mạnh của ông ta lại, để Diệp Quân thừa cơ chui tọt vào.
Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói thú vị. Phục Võ đang đột phá thấy Diệp Quân lao vào lốc xoáy thì biến sắc, vừa định dừng lại thì bị chủ nhân bút đại đạo ngăn cản, đó là thời không tuế nguyệt hoàn chỉnh, có một bản thể của cô ở trong. Cô bây giờ còn chưa thể cùng tồn tại với quá khứ của mình đâu, đi vào chỉ có chết thôi, cứ yên tâm đột phá đi. Nghe thấy lời nói của chủ nhân bút đại đạo, Phục Võ chợt sững người tại chỗ, cô ấy nhìn vòng xoáy thời không đã đóng lại ở phía xa, thật lâu sau trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cô ấy từ từ nhắm mắt lại, tập trung đột phá. Chủ nhân bút đại đạo dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cau mày lại, nói thầm trong lòng, thực lực của tên này bây giờ sợ là không chịu được sự ăn mòn của sức mạnh quang âm, cậu ta sẽ không chết ở đây chứ. Nói tới đây, sắc mặt ông ta tối sầm, mẹ kiếp, nếu tên này mà chết ở đây thì ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Trong lúc chủ nhân bút đại đạo đang suy nghĩ, lúc này ánh mắt của cường giả tất cả các nền văn minh phía xa đều đang đổ dồn vào ông ta, mọi người đều thắc mắc ông ta là ai. Đa Nguyên Đạo Đế quan sát chủ nhân bút đại đạo, cười hỏi, ngươi tên gì? Chủ nhân bút đại đạo dẹp mọi suy nghĩ, nhìn Đa Nguyên Đạo Đế mỉm cười đáp, chỉ là một cái tên thôi, không quan trọng. Đa Nguyên Đạo Đế bật cười, cũng đúng. Nói xong ông ta khẽ phất tay. Trong phút chốc, chủ nhân bút đại đạo bị quang âm trường hà bao vây, giờ phút này ông ta đã không còn ở thời không hiện tại nữa. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều tỏ vẻ nghi hoặc, bởi vì họ không hiểu gì. Những thủ đoạn này của Đa Nguyên Đạo Đế đã hoàn toàn vượt xa nhận thức của họ, tuy không hiểu nhưng họ biết là rất lợi hại. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên duỗi một ngón tay ra, gõ nhẹ, chỉ thấy thời không trước mặt ông ta nổi lên gợn sóng, sau đó vỡ tung như bong bóng. Chủ nhân bút đại đạo tiến về phía trước một bước, bước ra khỏi thời không quang âm kỳ lạ đó. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Đa Nguyên Đạo Đế dần biến mất. Mà nét mặt kỳ chủ và phản diêm La Thiên Tử cũng dần trở nên nặng nề. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên lại cười lớn, nhìn nhầm rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười, không sao, ta thực sự chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Đa Nguyên Đạo Đế quan sát chủ nhân bút đại đạo rồi bảo, các hạ là người đứng sau Diệp công tử. Chủ nhân bút đại đạo vội lắc đầu, không không, ta chỉ tới giúp đỡ thôi, chỉ vậy thôi. Đa Nguyên Đạo Đế cười, lo chuyện bao đồng à. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, cũng được coi là vậy. Đa Nguyên Đạo Đế gật đầu, vậy so chiêu chút nhé. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, được thôi. Trong nháy mắt, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Các cường giả đang có mặt đều ngơ ngác, hai người này đi đâu rồi? Mà chẳng mấy chốc, ánh mắt họ lại rơi vào vô biên chủ phía xa. Vô biên chủ lấy một bình rượu ra uống một ngụm, cười bảo các ngươi từng người lên một hay tất cả cùng lên đây. Ta thế nào cũng được. Ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại có một sự bá đạo bao trùm khắp đất trời, gây sốc cho những cường giả của các nền văn minh đang có mặt. Bởi vì vừa rồi có Phục Võ và chủ nhân bút đại đạo nên họ đã không còn dám coi thường người bên phía Diệp Quân nữa, vì vậy nhất thời không ai dám bước lên. Thấy cường giả của tất cả các nền văn minh đều không có động tĩnh, vô biên chủ cười bảo, nhớ tên ta nhé, ta là vô biên chủ, người sáng lập ra câu lạc bộ vô biên của hệ Ngân Hà, câu lạc bộ của ta có một dịch vụ đặc biệt tên là Chỉ Tiêm Bàn Long, hoan nghênh mọi người đến chơi, advertisement. Mọi người. Khi Diệp Quân vào vòng xoáy thời không, nét mặt hắn chợt thay đổi rõ rệt, bởi vì hắn phát hiện xung quanh có những luồng sức mạnh rất đáng sợ. Nhưng hắn không có thời gian để ý nhiều, mà đuổi theo A Phu đằng xa như điên. Khi tốc độ của hắn tăng lên thì sức mạnh quang âm bí ẩn xung quanh cũng ngày một tăng lên, một cảm giác ngột ngạt ập tới. Diệp Quân cảm giác như mình đang ở trong biển sâu, toàn thân như sắp bị ép nổ tới nơi, không chỉ vậy, đầu óc hắn còn choáng váng, nặng vô cùng. Mà ý thức của hắn cũng dần dần mơ hồ. Diệp Quân bỗng hét lên, Tháp Gia, giúp ta. Tháp Gia nhanh chóng phóng ánh sáng vàng ra bao trùm lấy Diệp Quân, có Tháp Gia trợ giúp, Diệp Quân mới thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn lại trở nên khó coi, bởi vì khi hắn không ngừng đi ngược quang âm thì sức mạnh quang âm xung quanh lại ngày càng mạnh, dù là ánh sáng vàng của Tháp Gia cũng dần nhạt đi. Diệp Quân vội phóng kiếm ý ra. Nhưng dù là kiếm ý của hắn thì cũng không thể chống lại được sức mạnh quang âm xung quanh. Nhìn kiếm ý của mình dần biến mất, vẻ mặt Diệp Quân hoàn toàn tối sầm lại. Nhưng lúc này hắn lại không thể dừng lại, hơn nữa cũng sẽ không dừng lại, hắn buộc phải tăng tốc đuổi theo A Phu.
Càng đi vào sâu hơn, Diệp Quân càng cau chặt lông mày, lúc này ý thức của hắn đã bắt đầu hơi mơ hồ, cơ thể càng cảm giác như muốn nổ tung. Kiếm ý của hắn và ánh sáng vàng của tháp gia đều đã sắp tan biến. Tiểu tháp bỗng lên tiếng, không được, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Giọng của nó cũng trở nên rất yếu. Diệp Quân bỗng hét lên, kiếm ý vô địch vô tận trong cơ thể bộc phát ra, hắn muốn cưỡng ép chống lại sức mạnh quang âm này, nhưng kiếm ý vô địch của hắn vừa xuất hiện đã biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân trở nên trắng bệch. Tiểu tháp cũng run rẩy, mẹ kiếp, sao những sức mạnh này lại đáng sợ như vậy? Lúc này nó cũng vô cùng yếu ớt. Ý thức của Diệp Quân đã ngày càng trở nên mơ hồ, bây giờ hắn chỉ dựa vào một chút ý chí để cố gắng kiên trì. Nhưng không lâu sau, ký ức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bây giờ hắn đã không còn ở trong vũ trụ của mình nữa, mà đi ngược quang âm, tiến vào dòng thời gian của vũ trụ khác, dù là kiếm ý của hắn hay thần hồn của hắn thì đều đang dần bị sức mạnh quang âm ăn mòn. Trên một hòn đảo, một cô gái chỉ 15-16 tuổi đang vung quyền, tóc được buộc gọn gàng sau đầu, khi vung quyền, không gian rung lên, khí thế áp đảo. Tuy cô gái này tuổi còn rất nhỏ, nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt thanh tú không chút tì vết, ánh mắt khá sắc bén, khí thế tràn đầy. Trên hòn đảo rộng lớn như vậy chỉ có một mình cô ấy liên tục vung quyền, mỗi một quyền xuất ra đều mang theo khí thế dồi dào mạnh mẽ. Nhưng lúc này, dường như cô gái cảm nhận được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời nổ tung, sau đó một bóng người lao về phía cô ấy như một ngọn núi. Thấy cảnh này, con người cô gái chợt co rụt lại. Chỉ riêng khí thế đó thôi đã đủ khiến cô gái tuyệt vọng. Cô gái nhìn bóng người đang lao nhanh từ trên trời xuống về phía mình, cô muốn chạy nhưng lúc này cô lại bị một luồng khí thế bao trùm, không thể cử động, cảm giác ngột ngạt ập đến khiến cô chỉ thấy tuyệt vọng. Cô ấy nhìn chằm chằm bóng người đang lao nhanh xuống, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ không cam tâm, nhưng cô ấy vẫn không thể làm gì được. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt cô ấy tách ra, sau đó một người đàn ông lao tới, hai tay cầm kiếm chém ra một nhát. Một luồng kiếm quang như thác nước chắn trước mặt hai người. Ầm, một làn sóng xung kích kinh khủng đột nhiên bộc phát, đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên xoay người, ôm lấy cô gái, cùng lúc này, một luồng ý chí kiếm đạo bao quanh hai người, nhưng làn sóng xung kích ấy quá mạnh, hai người vẫn bị hất văng ra xa, sau khi bay ra gần nghìn trượng, đập mạnh xuống đất, người đàn ông đột nhiên quay người lại để mình nằm dưới. Rầm, toàn bộ mặt đất nổ tung ngay lập tức. Trong hố sâu, cô gái sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt. Advertisement. Người đàn ông nhanh chóng bế cô gái bay lên, hắn đặt cô xuống đất rồi quay người nhìn xung quanh. Lúc này trong mắt hắn đầy nghi hoặc và hoang mang. Mình là ai? Mình đang ở đâu? Không ngờ ngươi lại chống lại được sự ăn mòn của sức mạnh quang âm. Cách đó không xa, A Phù bỗng nhiên lên tiếng, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt có vẻ hơi khó tin, gã không ngờ tên này lại đi theo mình, phải biết rằng sở dĩ gã dám đi ngược quang âm, cưỡng ép đi vào dòng thời gian của vũ trụ khác là vì đa nguyên đạo đế đã mở cửa sau cho gã, không bị sức mạnh quang âm ăn mòn. Nếu không với thực lực của gã, cũng không dám làm thế này. Nhưng gã không ngờ được là tên này lại xông vào đây, hơn nữa còn sống được đến bây giờ. Sau khi nghe A Phu nói thế, người đàn ông nhìn gã, hỏi với vẻ khó hiểu, ngươi biết ta hả? A Phu nheo mắt, xem ra ngươi đã bị sức mạnh quang âm ăn mòn. Nói rồi gã xông lên phía trước, vung một quyền về phía người đàn ông và cô gái, quyền này cực kỳ kinh khủng, quyền thế mạnh mẽ như thác núi. Khí thế áp đảo. Người đàn ông theo bản năng nhấc cô gái bên cạnh lên, đẩy sang nơi khác, cô gái ngã xuống ở nơi cách đó mấy trăm trượng, còn hắn thì lao tới, chém mạnh một nhát kiếm. Người đàn ông bị đánh văng ra ngoài, nhưng A Phu cũng liên tục bị lùi lại, đồng thời, cánh tay phải của gã cũng nứt ra, máu tuôn ra không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt A Phu tối sầm, gã là thể tu, cơ thể mạnh hơn người cùng cảnh giới rất nhiều. Nhưng trước thanh thần kiếm này, cơ thể cường hãn của gã cũng chẳng khác gì người thường. Ở trước kiếm thanh huyên, ai cũng như ai. A Phu không muốn liều chết với Diệp Quân, với gã mà nói, gã chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là được. Vì thế gã lao về phía Diệp Quân, nhưng được nửa chừng, gã lại đột nhiên đổi hướng, vung quyền về phía cô gái kia. Ở phía xa, cô gái thấy quyền này phóng tới, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, thay vì lùi lại thì cô ấy tiến lên.
lao về phía trước, đáp trả lại bằng một quyền. Tuy nhiên, sức mạnh lúc này của cô ấy so với A Phu thì chỉ như con kiến và con voi, không thể so sánh được. Mà vào thời khắc mấu chốt này, một luồng kiếm quang đột nhiên phóng tới trước mặt cô gái, chính là Diệp Quân. Thấy Diệp Quân, cô gái sửng sốt, vội vàng thu tay về, mà Diệp Quân ở trước mặt cô ấy thì lại giơ kiếm lên chém mạnh về phía trước. Nhát kiếm này hạ xuống lập tức chặn được A Phu tại chỗ, nhưng cơ thể hắn cũng bắt đầu tách ra không ngừng. Mà nắm đấm của A Phu cũng bị kiếm thanh huyên của Diệp Quân xé rách, gã kinh hãi, đang định rút tay về thì Diệp Quân bỗng hét lên một tiếng, lao tới chém giết. A Phu thấy thế thì biết mình không thể rút lui nên cũng trở nên hung hãn, bất chấp kiếm của Diệp Quân, đập mạnh tay trái về phía ngực Diệp Quân. Phập, phụt, hai người đồng thời bay ra ngoài. Mà một tay của A Phu vẫn giữ nguyên tại chỗ, nhưng gã vừa dừng lại thì đã một lần nữa lao về phía cô gái kia. Gần như cùng lúc đó, Diệp Quân lại vụt tới trước mặt cô gái, sau đó vung thanh kiếm trong tay như phát điên. Trận huyết chiến cự ly gần, cô gái nhìn người đàn ông trước mặt đang bảo vệ mình như phát điên mà choáng váng. Diệp Quân cầm kiếm điên cuồng vung chém. Mặc dù A Phu chủ yếu tu thân thể, nhưng thân thể của gã cũng không hơn gì Diệp Quân, mà tuy thân thể của Diệp Quân không mạnh bằng gã thì cũng không yếu thế, bởi vậy sau trận giao đấu điên cuồng, Diệp Quân đã chiếm thế thượng phong. Máu thịt văng tung tóe. A Phu càng đấu càng sợ, bởi vì lúc này Diệp Quân cũng không phòng ngự, chỉ điên cuồng đánh cùng gã không nề hà thương tích. Advertisement. Lúc đầu gã còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng khi thương thết trên cơ thể càng lúc càng nhiều, gã không dám liều mình với Diệp Quân nữa, chỉ đành rút lui, nhưng Diệp Quân lại đuổi theo chém gã như ruồi bọ thấy phân. Bùm! Chính lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên nổ ra, sau khi A Phu đẩy lui Diệp Quân bằng một quyền, gã quay người lại rồi biến mất trên bầu trời, nhưng cánh tay phải của gã thì đã để lại mãi mãi, không chỉ cánh tay phải mà khi gã bỏ chạy, cơ thể cũng rơi ra từng mẩu thịt, advertisement. A Phu bỏ chạy khiến Diệp Quân sững sờ, sau đó hắn ngã xuống, kiếm thanh huyên hóa thành kiếm quang bay vào đầu mày của hắn, bắt đầu khôi phục thần hồn cho hắn. Lúc này hắn cũng đã đấu mệt, trên người toàn thương tích, khi hắn đi ra đã bị sức mạnh quang âm ăn mòn, mà bây giờ sức mạnh quang âm còn sót lại trong cơ thể vẫn đang không ngừng ăn mòn, không chỉ hắn, tiểu tháp để bảo vệ hắn mà cũng bị thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái ngủ say. Thực ra A Phu mà đánh thêm một lúc nữa thì Diệp Quân cũng chẳng còn sức chống đỡ. Lúc này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân hồi lâu rồi cúi xuống bế hắn lên, đi về nơi xa. Chẳng bao lâu, cô ấy đã bế Diệp Quân tới dưới một gốc cây cổ thụ cao chót vót, tìm rất nhiều lá đặt dưới người Diệp Quân, sau đó lại lấy một ít cành cây che cho hắn rồi cô ấy mới quay người rời đi. Mà Diệp Quân lúc này cũng chẳng có thời gian để ý đến cô gái. Bởi vì hắn thực sự đã quá mệt, vì thế không lâu sau hắn đã ngủ thiếp đi. Về đêm, cô gái quay lại gốc cây, ngồi xuống cạnh Diệp Quân, sau đó lấy ra một quả. Nếu tộc nhân của cô gái nhìn thấy quả này thì chắc chắn sẽ rất sốc. Cô gái đưa quả ấy đến bên miệng Diệp Quân, ăn đi. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, tuy vẫn rất mệt, nhưng đã khỏe hơn trước kia rất nhiều rồi. Ngửi thấy mùi thơm của quả đó. Diệp Quân không nghĩ nhiều cắn nhẹ một miếng, khi trái cây vào cơ thể, một luồng năng lượng thuần khiết lập tức lan ra khắp người hắn, nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể hắn. Diệp Quân hơi sửng sốt, đây là gì vậy? Cô gái nhìn hắn, quả sinh mệnh thiên hành. Diệp Quân cau mày, quả sinh mệnh thiên hành. Cô gái gật đầu. Diệp Quân nghe thấy hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được, bởi vì ký ức của hắn lúc này không được toàn vẹn cho lắm. Lúc này... Cô gái lại nói, ăn tiếp đi. Diệp Quân gật đầu, một lát sau hắn đã ăn hết quả sinh mệnh thiên hành, mà trong cơ thể, năng lượng thuần khiết kia đang không ngừng chữa lành lục phủ ngũ tạng cho hắn. Còn sức mạnh quang âm kia cũng từng chút bị kiếm thanh huyên của hắn giải phóng. Diệp Quân muốn ngồi dậy nhưng hắn vẫn hơi yếu, cô gái thấy thế thì do dự một lát, sau đó đỡ cánh tay Diệp Quân để hắn ngồi dậy, Diệp Quân dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trăng tròn sao sáng như một bức tranh tuyệt đẹp. Diệp Quân hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại những ký ức đã mất, nhưng vì sức mạnh quang âm trong cơ thể vẫn chưa hoàn bị loại bỏ nên hắn vẫn chẳng thể nhớ ra được, hơn nữa càng nghĩ càng đau đầu, bởi vậy hắn chỉ đành tạm thời từ bỏ. Cô gái ngồi bên cạnh Diệp Quân, quay đầu lại hỏi hắn, ngươi là ai?
Diệp Quân cười khổ, ta tạm thời vẫn chưa nhớ ra. Cô gái nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng. Diệp Quân nghiêm túc bảo, thật mà. Nói rồi hắn chỉ vào đầu mình, khi ta tới đây, vùng đầu bị thương nặng. Cô gái chau mày, một lúc sau lại hỏi, người đến từ đâu? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi đáp, hình như là một nơi tên hệ Ngân Hà. Advertisement. Trong mắt cô gái hiện lên vẻ hơi nghi hoặc, hiển nhiên cô ấy chưa nghe đến nơi này bao giờ. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, bây giờ hắn chỉ mong thanh kiếm trong đầu nhanh chóng loại bỏ hết sức mạnh quang âm ra khỏi cơ thể để đầu óc hắn có thể trở lại bình thường. Như nghĩ tới điều gì nữa, Diệp Quân bỗng quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cười bảo, đừng nghĩ nữa, đến khi ta hoàn toàn khôi phục sẽ nói hết cho cô. Cô gái nhìn hắn rồi gật đầu. Advertisement. Diệp Quân bật cười, đây là nơi nào? Cô gái không trả lời. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái nói, có nói cho ngươi thì chắc chắn ngươi cũng chưa nghe tới bao giờ. Diệp Quân cười, cô không nói làm sao ta biết được. Cô gái nhặt một cành cây lên nhẹ nhàng uốn cong lại, đáp nền văn minh thiên hành. Nền văn minh thiên hành. Diệp Quân cau mày. Quen quá. Cô gái quay lại nhìn hắn, đã nghe bao giờ chưa? Diệp Quân nghiêm túc đáp, ta cảm thấy rất quen thuộc, cũng có nghĩa là trước đây chắc chắn ta có biết. Cô gái hơi thắc mắc. Diệp Quân bỗng lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa, cứ nghĩ là đau đầu. Cô gái bẻ gãy cành cây trong tay, người khá bí ẩn. Diệp Quân cười hỏi, vậy cô có sợ ta không? Cô gái lắc đầu. Diệp Quân cười to. Cô gái lại hỏi, ta có thể học kiếm không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cô muốn học kiếm. Cô gái gật đầu. Diệp Quân khó hiểu, chẳng phải cô học võ sao? Cô gái nhìn hắn, được không? Diệp Quân cạn lời, sao tính tình của cô gái này nóng nảy thế? Thấy cô gái vẫn nhìn mình chằm chằm, Diệp Quân cười, được, ta dạy cô. Cô gái lắc đầu, không cần, ta biết rồi. Diệp Quân sửng sốt. Cô gái nhặt cành cây dưới đất lên, đi tới nơi cách đó không xa, đâm cành cây về phía trước, một luồng kiếm ý phóng ra. Thấy cảnh này, Diệp Quân sững người. Mà lúc này cô gái đã bắt đầu vung cành cây trong tay lên, dần dần, vẻ mặt Diệp Quân trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Bởi vì hắn phát hiện, cách đâm chém của cô gái hoàn toàn là chiêu thức mà hắn vừa dùng. Vừa nãy hắn giao chiến cùng gã đàn ông vạm vỡ, cô gái này đã học được hết. Diệp Quân há hốc mồm kinh ngạc. Trên đời này còn có thiên tài như vậy ư? Múa cây xong, cô gái thu cành cây lại, nhìn Diệp Quân không lên tiếng, nhưng Diệp Quân hiểu cô ấy đang muốn hỏi hắn thấy mình học thế nào. Diệp Quân trầm giọng hỏi, đây là lần đầu tiên cô dùng kiếm. Cô gái gật đầu. Trong lòng Diệp Quân kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, tạm được, sau này cô đi theo ta tu kiếm đi. Advertisement. Cô gái hờ hững nhìn hắn, không. Diệp Quân. Cô gái đột nhiên quay người đi tới trước mặt Diệp Quân, chỉ vào đống cành cây trước mặt hắn, trốn đi. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Cô gái đáp, không được để họ phát hiện. Diệp Quân hỏi, họ là ai? Cô gái trả lời, tộc nhân của ta. Diệp Quân càng khó hiểu, vì sao không thể để tộc nhân của cô phát hiện? Cô gái nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi không trốn thì ta đánh ngươi bất tỉnh. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm, sao cô lại như thế? Cô, thấy cô gái nắm tay lại định làm thật, Diệp Quân vội bảo, được được, ta trốn. Bây giờ hắn yếu vô cùng, thật sự không đánh lại được cô ấy. Diệp Quân hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhặt cành cây có lá xung quanh lên che người mình, thấy Diệp Quân hơi qua loa lấy lệ, cô gái trừng mắt nhìn hắn nhưng không đánh hắn mà chủ động nhặt cành cây lên che cho hắn, chỉ chừa ra một cái đầu. Thấy Diệp Quân tỏ vẻ bất đắc dĩ, cô gái vỗ đầu hắn, vì tốt cho ngươi thôi. Nói xong cô ấy quay người rời đi. Diệp Quân không nói nên lời, bây giờ hắn chỉ có thể ngắm nhìn trời sao. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng thầm hỏi, này này, ngươi có ở đây không? Trực giác mách bảo hắn trong cơ thể hắn có thứ gì đó, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì hắn không nhớ ra được. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn có thứ gì đó. Thấy không có tiếng đáp lại, Diệp Quân cau mày, lại gọi, ngươi có ở đây không? Có thì trả lời ta một tiếng đi. Vẫn không có phản hồi. Diệp Quân hơi thắc mắc, chẳng lẽ cũng bị thương ư? Không suy nghĩ quá nhiều, hắn lập tức dừng lại, bởi vì bây giờ chỉ cần hắn cố nghĩ lại thì đầu sẽ cực kỳ đau. Nhìn bầu trời sao,
Diệp Quân thở dài một hơi, thế này là sao chứ? Không lâu sau, hắn từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Màn đêm buông xuống. Ở nơi nào đó, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang lặng lẽ đi về phía xa, trước mặt cô ấy có một cây cổ thụ, cây cao chọc trời như một chiếc ô khổng lồ, chắn hết mọi thứ, trên cành cây có những quả màu tím đậm, nhưng rất ít. Phía sau cô gái buộc tóc đuôi ngựa còn có ba người đi theo, một nam hai nữ, trong số hai cô gái thì có một người mặc váy dài đỏ rực, cực kỳ quyến rũ, người còn lại mặc váy dài màu xanh nhạt, tao nhã nhẹ nhàng. Người đàn ông thì mặc áo bào đen đơn giản, đi ở cuối cùng, hắn thận trọng nhìn xung quanh với vẻ mặt rất gian. Lúc này cô gái mặc váy dài màu đỏ kéo tay áo cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khẽ nói, đại tỷ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa dừng lại, quay đầu nhìn cô gái mặc váy đỏ, sao thế? Cô gái váy đỏ do dự một lát rồi nói, hôm qua chúng ta vừa mới trộm quả xong, muội vẫn chưa tiêu hóa hết, hôm nay lại đến trộm, chúng ta làm thế này có phải hơi khoa trương quá không? Cô gái mặc váy xanh nhạt nhanh chóng gật đầu, đại tỷ, Tư Hỏa nói đúng đấy, chúng ta lấy trộm nhiều quá, thi thoảng tới trộm một lần rồi duy trì như vậy thì hơn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nghĩ một chút rồi bảo, Tư Hỏa, Phượng Đông, ta vẫn cần một quả nữa. Tư Hỏa không hỏi tại sao, chỉ gật đầu, được, đi thôi. Phượng Đông cũng gật đầu nói, cẩn thận một chút là được. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bỗng quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, Dung Khâu, để ở lại đây canh chừng nhé. Người đàn ông gật đầu ngay, run rẩy đáp, được được. Vì thế, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đưa Tư Hỏa và Phượng Đông khẽ khàng đi về phía thần thụ nơi xa, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa dẫn theo Tư Hỏa và Phượng Đông nhanh chóng leo lên trên thần thụ thiên hành, bọn họ hái quả một cách rất thuần thục rồi bỏ chạy. Trước khi chạy, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa còn nhẹ nhàng vỗ lên cây sinh mệnh thiên hành, nghiêm túc nói, thần thụ, sau này chúng ta sẽ báo đáp ngươi. Mà lúc này, một quả sinh mệnh thiên hành rơi xuống trước mặt bà ta. Người phụ nữ sửng sốt, cảm thấy khó hiểu. Cây sinh mệnh thiên hành chợt cất lời, cho ngươi thêm một quả, ngươi hứa với ta một chuyện, được không? Người phụ nữ chớp mắt, chuyện gì? Cây sinh mệnh thiên hành nói, dù sau này xảy ra chuyện gì ngươi đều không được đánh ta, muốn đánh thì cứ đánh tổ thạch luân hồi. Tổ thạch luân hồi. Người phụ nữ ngẫm nghĩ, sau đó nói, được. Nói xong, bà ta nhận lấy quả sinh mệnh thiên hành rồi bỏ đi. Người phụ nữ đi tới trước mặt Dung Khâu, bà ta đưa một quả cho Dung Khâu, đi thôi. Rõ ràng Dung Khâu hơi lo lắng, nhưng tất nhiên là ông ta càng hưng phấn hơn. Một nhóm người muốn rời khỏi giới sinh mệnh thiên hành, mà vào lúc đang rời đi, một người phụ nữ chợt ngăn cản bọn họ lại. Người phụ nữ có tuổi tác xấp xỉ người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy dài màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai. Hai tay chắp sau lưng, trông rất ngầu. Nhìn thấy người phụ nữ, Tư Hỏa và Phượng Đông cùng với Dung Khâu đều thay đổi sắc mặt, càng căng thẳng hơn. Sắc mặt Dung Khâu càng trở nên tái nhợt, tay của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa thì lại rất bình tĩnh, bà ta không nói một lời. Người phụ nữ mặc váy dài trắng quan sát cả nhóm người, sau đó nói các người làm gì đấy. Tư Hỏa, Phượng Đông và Dung Khâu đều nhìn về phía người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa qua đầu nhìn ba người nhóm Tư Hỏa, các người đi trước đi. Ba người nhóm Tư Hỏa vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ muốn sống chết có nhau. Phượng Đông đột nhiên nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, nhỏ giọng nói, Tự Oánh, chúng ta đến đây chơi. Người tên Tự Oánh nhìn bà ta, người không biết nói dối thì đừng nói dối, xem mặt ngươi đỏ đến mức nào rồi kìa. Phượng Đông. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa chợt đưa một quả cho Tự Oánh. Nhìn thấy thế, mấy người Phượng Đông đột nhiên trở nên căng thẳng. Một là cùng một ruột, hai là bọn họ sẽ xong đời. Tự Oánh nhìn chằm chằm người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cũng đang nhìn bà ta. Ngay sau đó, Tự Oánh nhận lấy quả kia rồi nói, lần sau đừng như thế nữa, chúng ta không thể làm chuyện trái với thần pháp. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cất lời, cảm ơn. Dứt lời, bà ta dẫn cả nhóm người rời đi. Tự Oánh nhìn quả sinh mệnh thiên hành trong tay, sau một lúc im lặng, bà ta khẽ thở dài, sau đó đi tới trước cây sinh mệnh thiên hành. Bà ta mở lòng bàn tay, quả sinh mệnh thiên hành kia chậm rãi bay lên trên, cuối cùng quay lại vị trí ban đầu. Lúc này, một người phụ nữ chợt xuất hiện sau lưng Tự Oánh, người phụ nữ trầm giọng nói, Tự Oánh,
người dung túng cho bọn họ quá rồi. Đặc biệt là với tính cách đó của bà ta thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tự Oánh nhìn người phụ nữ, Thanh Từ, đều là tỉ muội, có thể xảy ra chuyện gì được. Người phụ nữ tên Thanh Từ bĩu môi, người cứ chiều bà ta thôi. Tự Oánh mỉm cười, nhưng bà ta chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhíu mày, có gì đó không đúng, hôm qua bà ta mới đến đây, hôm nay lại đến nữa. Thanh Từ đang định đáp lời thì phía xa có một bé gái chạy tới, bé gái chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặc một cái váy màu trắng, cực kỳ đáng yêu. Thấy bé gái, Thanh Từ vội vàng chạy tới ôm lấy cô bé, cười nói, Thiên Vân, sao con lại đến đây? Bé gái tên Thiên Vân mở lòng bàn tay, một ngọn lửa bay lên cao từ trong lòng bàn tay của cô bé chớp mắt, cất giọng hưng phấn, sư phụ, con cải tiến được lửa thiên hành rồi. Thấy cảnh này, Thanh Từ và Tự Oánh ở bên cạnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Thanh Từ xoa đầu Thiên Vân, cười nói, lợi hại, đúng là lợi hại. Được khen, Thiên Vân lập tức cười rất sán lạn. Thanh Từ cười nói, đi, sư phụ dẫn con đi học. Thiên Vân gật đầu, sau đó xoay người rời đi cùng với Thanh Từ. Tự Oánh nhìn Thiên Vân ở phía xa, khẽ nói, ưu tú. Sáng sớm, một tia sáng xuyên qua khe lá chiếu vào mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hơi chói mắt, vì thế hắn lại nhắm mắt lại. Lúc này, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa đi tới bên cạnh hắn, che chắn ánh mặt trời. Diệp Quân mở mắt, cười nói, cô tên là gì? Người phụ nữ không trả lời mà lấy một quả ra đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nhìn quả kia, sau đó gạt cành cây trên người ra ngồi dậy, hắn nhận lấy cái quả kia, sau đó hỏi cô lấy nó ở đâu thế? Đương nhiên hắn có thể nhìn ra cái quả này không tầm thường chút nào. Người phụ nữ bình tĩnh nói, trộm đấy. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn, nhặt một cành cây lên bẻ thành từng đoạn, ăn đi. Diệp Quân chần chừ một lát rồi nói, nếu bị bắt được thì hậu quả có nghiêm trọng không? Người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, dù sao cũng là người ăn, có liên quan gì đến ta? Diệp Quân. Sau một lúc yên lặng, Diệp Quân cất lời cảm ơn. Dứt lời, hắn bắt đầu ăn. Người phụ nữ không nói gì mà nhẹ nhàng bẻ cành cây trong tay. Diệp Quân chợt nói, ta cũng mời cô ăn quả. Người phụ nữ quay đầu nhìn hắn, Diệp Quân cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, một sâu kẹo hồ lô xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ hơi nghi ngờ, đây là quả gì vậy? Diệp Quân đáp, có tên là quả hồ lô. Người phụ nữ chớp mắt tỏ vẻ nghi ngờ, vì bà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Diệp Quân cười nói, cô nếm thử đi. Người phụ nữ do dự một lát, sau đó nhận lấy sâu kẹo hồ lô kia, bà ta nhẹ nhàng bóc lớp giấy gói kẹo, sau đó cắn một cái, vị chua chua ngọt ngọt. Người phụ nữ chớp mắt, bà ta chưa từng ăn loại quả này, hương vị thật sự rất ngon, vì thế bà ăn hẳn một quả luôn. Diệp Quân cười to, advertisement. Người phụ nữ chợt hỏi, tình trạng thương tích của ngươi sao rồi? Diệp Quân lập tức cười khổ, vẫn còn rất yếu. Trận chiến ngày hôm qua thật sự khiến hắn bị thương quá nặng, đặc biệt là những sức mạnh quang âm trong người, cũng may kiếm Thanh Huyên có thể khắc chế được nó, sau đó chậm rãi tiêu trừ, nếu không thì hắn đã đi đời luôn rồi. Đương nhiên quả đó cũng rất hữu dụng, dù quả đó không thể tiêu trừ sức mạnh quang âm, nhưng có thể khôi phục thân thể và linh hồn của hắn một cách nhanh chóng. Advertisement. Mà bây giờ, dường như ký ức của hắn lại nhiều hơn. Người phụ nữ gật đầu, không nói gì. Diệp Quân chợt hỏi, cô tên gì? Người phụ nữ hỏi ngược lại, thế ngươi tên gì? Diệp Quân lắc đầu, không nhớ ra được. Người phụ nữ cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn kẹo hồ lô. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tính cách của cô gái này thật thú vị. Người phụ nữ chợt nói, quả này đến từ hệ ngân hà gì đó kia à? Diệp Quân gật đầu, phải. Người phụ nữ quay đầu nhìn Diệp Quân, ngân hà cách xa nơi này không? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, có lẽ là rất xa. Người phụ nữ thu hồi tầm mắt, ồ. Diệp Quân cười nói, ta cũng quên vị trí cụ thể rồi, nhưng ta nhớ rõ hệ ngân hà có rất nhiều món ăn ngon. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, rất nhiều món ăn ngon. Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ giơ kẹo hồ lô trong tay lên, còn ngon hơn cả cái này à? Diệp Quân cười đáp, đúng thế, có rất nhiều, không chỉ thế mà bên đó còn có rất nhiều thứ thú vị.
Người phụ nữ im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bằng ánh mắt khao khát. Lúc này, Diệp Quân cũng ăn hết quả sinh mệnh thiên hành, trong người có một dòng năng lượng như nước ẩm chảy qua, không ngừng chữa lành thân thể của hắn. Hắn biết không bao lâu nữa, hắn sẽ khôi phục hoàn toàn. Lúc này người phụ nữ cũng đã ăn hết kẹo hồ lô, bà ta nhặt một cành cây đi tới bên cạnh, bắt đầu vung lên. Diệp Quân lập tức bị bà ta thu hút sự chú ý. Người phụ nữ vung cành cây trong tay, không ngờ cành cây lại chứa đựng kiếm ý. Thấy cảnh này, Diệp Quân rất ngạc nhiên, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn hoàn toàn không thể tin người phụ nữ trước mắt mới chỉ luyện kiếm lần thứ hai. Sao trên đời có thể có quái vật như thế được? Người phụ nữ liên tục vung cành cây, lúc đầu bà ta chỉ học chiêu thức Diệp Quân từng sử dụng hôm qua, nhưng dần dần, bà ta bắt đầu thay đổi chiêu kiếm, mà kiếm ý của bà ta cũng hoàn toàn khác với kiếm ý của Diệp Quân. Dù bà ta học từ Diệp Quân, nhưng bà ta lại đi con đường khác với Diệp Quân. Diệp Quân càng nhìn càng ngạc nhiên. Một lúc sau, người phụ nữ dừng lại, ngồi xuống trước mặt Diệp Quân, sau đó nói, có muốn ăn đem quả không? Diệp Quân vội lắc đầu, không cần đâu, bây giờ tình trạng ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Hắn không muốn bảo đối phương đi trộm quả nữa. Người phụ nữ gật đầu, ừm. Nói xong, bà ta tỏ vẻ chần chừ. Diệp Quân cười nói, cô muốn nói gì? Người phụ nữ hỏi, còn kẹo hồ lô không? Advertisement. Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó cười nói còn. Sau đó, hắn lấy một sâu kẹo hồ lô ra đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy kẹo hồ lô, bà ta nhẹ nhàng bóc lớp vỏ kẹo, sau đó ăn rồi hỏi còn nữa không? Diệp Quân cười nói, muốn bao nhiêu? Advertisement. Người phụ nữ ngẫm nghĩ, sau đó giơ năm ngón tay. Diệp Quân đưa cho người phụ nữ 5 sâu kẹo hồ lô, bà ta nhận lấy rồi cất đi. Diệp Quân chợt hỏi, có cần ta dạy cô luyện kiếm không? Người phụ nữ khẽ cau mày, luyện kiếm cũng cần có người dạy à? Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, người phụ nữ hỏi một cách khó hiểu, không phải là một chuyện rất đơn giản à? Diệp Quân hoàn toàn không nói nên lời. Người phụ nữ chợt đứng dậy, ngày mai ta đến thăm ngươi, ngươi đừng đi lung tung, nơi này rất nguy hiểm. Diệp Quân hơi nghi ngờ, rất nguy hiểm. Người phụ nữ gật đầu, bà ta nhìn hắn, ngươi không phải là quả, nếu để quả khác nhìn thấy, bọn họ sẽ giết chết ngươi. Diệp Quân, người phụ nữ không nói gì thêm, bà ta đứng dậy rời đi. Nhưng lúc, dường như Diệp Quân cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên nặng nề, sau đó hắn đứng dậy kéo lấy người phụ nữ trước mặt, đồng thời biến tay thành kiếm chém về phía trước. Thời không trước mặt hắn chợt nứt ra. Sau đó có một nắm đấm xuất hiện. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân và người phụ nữ bị đánh bay, lúc rơi xuống, Diệp Quân chợt xoay người bảo vệ người phụ nữ trong lòng, để người mình đập xuống đất. Phụt, một dòng máu phun ra từ trong miệng, sau đó hắn lật người kéo người phụ nữ ra sau lưng, lúc này có một nắm đấm đánh thẳng vào bụng hắn. Bốp, Diệp Quân lại phun ra một ngụm máu tươi. Người ra tay chính là A Phu kia, gã vẫn chưa đi. Khoảng thời gian này gã cũng đang chữa thương, sau khi thương tích đã đỡ hơn, gã lập tức đi tới đây. Gã vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình. Diệp Quân và người phụ nữ bị một trưởng của A Phu đánh lui đến nghìn trượng, người phụ nữ không bị thương, vì cô ấy đã được Diệp Quân bảo vệ, hắn đã ngăn chặn tất cả sức mạnh. Thấy A Phu kia muốn ra tay một lần nữa, Diệp Quân không thèm quan tâm đến sức mạnh quang âm trong cơ thể, hắn rút kiếm thanh huyên, sau đó lao về phía trước chém mạnh một cái. Kiếm chém ra, hai người đồng thời lùi lại, nhưng cánh tay của A Phu đã nứt ra, máu bắn tung tóe. Sau khi Diệp Quân dừng lại, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng hắn. Hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ cách đó không xa, đi đi. Người phụ nữ lắc đầu. Diệp Quân nhíu mày, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, mau đi đi. Người phụ nữ vẫn lắc đầu. Diệp Quân chợt giận dữ quát, mau đi nhanh. Thấy Diệp Quân mắng mình, người phụ nữ cũng vô cùng tức giận, cô ấy siết chặt tay nhìn Diệp Quân, đừng có quát ta. Dứt lời, hốc mắt cô ấy chợt đỏ lên. Diệp Quân lập tức thấy đau đầu. Đúng vào lúc này, thế giới chợt trở nên hơi hư ảo, sau đó trên đầu Diệp Quân chợt xuất hiện một pháp ấn bí ẩn. Advertisement. Thấy thế, Diệp Quân lập tức cau mày, cái quái gì thế này? Ngay sau đó, sắc mặt hắn thay đổi,
vì hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều sức mạnh quang âm mặc kệ sự ngăn cách của thời không kéo đến chỗ hắn. Diệp Quân giật mình, cái quái gì thế này? Mà lúc này, A Phu chợt nở nụ cười dữ tợn, ngươi không phải người của thế giới này, cũng không có cao thủ bảo vệ, lúc này đại đạo quang âm đã bắt đầu cắn trả ngươi. Ngươi chỉ cần ra tay ở nơi này thì sẽ chết nhanh hơn nữa. Hắn không thuộc về thế giới này. Diệp Quân nhíu mày, thầm thấy rất nghi ngờ, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, hắn nắm chặt lấy kiếm thanh huyền đâm về phía trước. Oanh! Một ý chí kiếm đạo mạnh mẽ lan rộng khắp xung quanh dưới sự thúc đẩy của kiếm thanh huyền, kiếm ý mạnh mẽ đẩy lui những sức mạnh quang âm xung quanh, nhưng ngay sau đó, kiếm ý sẽ bắt đầu biến mất từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, A Phu kia lập tức nở nụ cười. Mà lúc này, Diệp Quân chợt ngẩng đầu nhìn về phía gã, thấy ánh nhìn của Diệp Quân, sắc mặt A Phu lập tức thay đổi, sau đó, Diệp Quân đã cầm kiếm bắt đầu tấn công gã. Diệp Quân không đẩy lui sức mạnh quang âm xung quanh mình, hắn muốn giải quyết người trước mặt trước. Nhìn thấy Diệp Quân tấn công tới, trong mắt A Phu cũng lóe lên ánh sáng hung ác, gã siết chặt tay trái, sau đó vung tay lên, trên nắm đấm có vô số quyền mang hỏa diễm phun ra như thủy triều. Sức mạnh hai người va vào nhau, một làn sóng xung kích đáng sợ tản ra khắp xung quanh, mà lúc lan tới chỗ người phụ nữ ở cách đó không xa, Diệp Quân chợt xuất hiện trước mặt cô ấy, sau đó chém một kiếm xuống, lực lượng sóng xung kích kia lập tức vỡ tan. Sắc mặt của A Phu ở phía xa rất khó coi, vì tay trái của gã cũng đã không còn. Gã nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Diệp Quân, tiếp xúc với thanh kiếm này không chết thì cũng bị thương. Sắc mặt Diệp Quân cũng cực kỳ khó coi. Vì hắn phát hiện đã có rất nhiều sức mạnh quang âm tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó bắt đầu ăn mòn thân thể và thần hồn của hắn. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn phải nhanh chóng giải quyết kẻ địch trước mắt, sau đó để kiếm trong tay tiến vào trong cơ thể để trấn áp, nếu không hắn sẽ chết chắc. Diệp Quân giẫm nhẹ chân, biến thành một tia kiếm quang biến mất ở vị trí ban đầu một lần nữa. Thấy Diệp Quân lại ra tay, mí mắt A Phu khẽ giật, hai tay gã đều đã không còn. Sao có thể đánh nhau nữa đây? Gã không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng lần này, Diệp Quân cũng không định bỏ qua cho gã, lập tức dốc hết sức xông lên, nâng cao tốc độ của mình đến giới hạn. Tiếng kiếm reo liên tục vang vọng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi kịp A Phu không ngờ Diệp Quân lại nhanh đến thế, chỉ thể xoay người động tâm niệm, một tấm khiên cổ xưa xuất hiện trước mặt gã, nhưng khi Diệp Quân chém xuống, tấm khiên kia lập tức vỡ tan. Oanh! Sức mạnh kiếm đạo cường đại khiến A Phu bị đánh bay, còn Diệp Quân thì dùng hết sức vung kiếm thanh huyền ra khỏi tay. Kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Kiếm thanh huyền đâm thẳng tới trước ngực A Phu, con người của A Phu co lại, ngay sau đó, kiếm thanh huyền bắt đầu cắn nuốt lấy thần hồn của gã. Nhận ra thần hồn của mình sắp tân biến, A Phu vô cùng sợ hãi, gã ngẩng đầu gào thét, sư phụ, cứu con với. Đương nhiên sư phụ trong miệng gã chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Đương nhiên lúc này không có một lời hồi đáp nào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt A Phu thoáng chốc trở nên tái nhợt, sao có thể chứ? Sau đó, gã nhìn Diệp Quân phía xa, gào thét, ngươi không giết được ta đâu, sư phụ của ta có thể nghịch chuyển quang âm, hồi sinh không giới hạn, ngươi cứ đợi đó. Gã còn chưa nói xong thì thần hồn đã bị kiếm thanh huyền đánh tan hoàn toàn. Diệp Quân ở phía xa cũng rơi thẳng xuống. Kiếm thanh huyền cảm nhận được điều đó thì lập tức rời khỏi người A Phu, biến thành một tia kiếm quang đâm vào giữa chân mày của Diệp Quân. Advertisement. Cơ thể Diệp Quân run rẩy dữ dội. Diệp Quân siết chặt tay, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo, khả năng ăn mòn của những sức mạnh quang âm kia quá đáng sợ, ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ. Vô cùng khó chịu. Lúc này, người phụ nữ chợt xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, thấy khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Quân. Cô ấy tỏ vẻ hoảng sợ. Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ấy ôm lấy Diệp Quân bước nhanh đến dưới gốc cây, cô ấy đặt Diệp Quân xuống đất, sau đó nói, ta đi trộm quả cho ngươi. Dứt lời, cô ấy xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Diệp Quân lại kéo cô ấy lại. Diệp Quân lắc đầu, cất giọng vô cùng nặng nề và đau đớn, không. Không cần đâu, bây giờ loại quả đó không có quả nhiều tác dụng với ta. Người phụ nữ nắm lấy tay hắn. Hơi căng thẳng và lo lắng, ta làm sao để giúp ngươi đây? Diệp Quân im lặng, hắn vội vàng ngồi dậy, sau đó đột nhiên nắm chặt hai tay, kiếm ý vô đích dâng trào từ trong cơ thể hắn.
hắn muốn kiếm ý của mình đẩy sức mạnh quang âm trong cơ thể ra ngoài. Nhưng kiếm ý của hắn vừa tiếp xúc với sức mạnh quang âm đã lập tức bị ăn mòn. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên nặng nề. Lần này hắn toi đời rồi. Diệp Quân nằm hẳn xuống, bây giờ hắn chỉ có thể cố chịu đựng cảm giác đau đớn này, sau đó để thanh kiếm trong cơ thể từng chút một đẩy sức mạnh quang âm kia ra. Còn người phụ nữ sợ Diệp Quân xảy ra chuyện, vẫn luôn trông chừng bên cạnh hắn, cô ấy sợ Diệp Quân ngất xỉu sẽ không tỉnh lại nữa, vì thế cô ấy bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện với Diệp Quân. Đương nhiên vấn đề của cô ấy đều rất kỳ lạ, ví dụ như cô ấy hỏi hắn, hắn có muốn trở thành quả không? Khi nghe thấy những lời này, Diệp Quân lại càng thấy đau đầu hơn. Diệp Quân chợt hỏi, cô tên là gì? Người phụ nữ vẫn cố chấp, người nói với ta tên của ngươi trước đi. Diệp Quân cạn lời. Người phụ nữ lấy một sâu kẹo hồ lô ra, vừa liếm kẹo vừa nói, chỉ hệ Ngân Hà mới có quả hồ lô này sao? Diệp Quân gật đầu, hình như là vậy. Người phụ nữ nói, sau này không thể hủy diệt hệ Ngân Hà. Diệp Quân. Người phụ nữ chợt hỏi, tại sao ngươi lại cứu ta? Hỏi xong, cô ấy quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Quân, đây là điều cô ấy đã muốn hỏi hắn từ lâu. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết nữa. Người phụ nữ cau mày, rõ ràng cô ấy rất không hài lòng với câu trả lời này. Diệp Quân cười hỏi, cô để ý vấn đề này sao? Người phụ nữ đáp, tò mò. Diệp Quân cười khẽ, ta thật sự không biết, nhưng ta có thể chắc chắn một điều là ta không muốn cô xảy ra chuyện. Người phụ nữ quay đầu nhìn hắn, cô ấy im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía chân trời, im lặng liếm kẹo hồ lô. Lúc này dưới sự trấn áp của kiếm thanh huyên, Diệp Quân đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt hắn lại hơi nặng nề, vì hắn vẫn luôn nghĩ tới lời nói của người đàn ông cao lớn kia. Hắn không phải người của thế giới này. Rốt cuộc tên đó có ý gì? Tiếc là trong tình huống đó, hắn không thể để đối phương được sống. Đau đầu. Diệp Quân thầm cảm thán. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn thầm hỏi, tên kia, người có đó không? Không ai trả lời. Diệp Quân nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong người mình có kẻ đặc biệt kia, nhưng kẻ đó vẫn luôn không trả lời. Cái tên này chết rồi à? Lúc này, người phụ nữ bên cạnh chợt cất lời, ta phải trở về rồi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía người phụ nữ, cô đừng trộm quả nữa, thương tích của ta bây giờ rất đặc biệt, quả đó đã không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Người phụ nữ gật đầu, Diệp Quân đang muốn nói chuyện thì chợt nhíu mày. Sau đó nhìn về phía xa có người. Nói xong, hắn vội vàng đứng dậy một cách khó khăn, sau đó kéo người phụ nữ ra sau lưng. Người phụ nữ nhìn về phía hắn, không nói một lời. Thời không ở cách đó không xa chợt rung động. Lúc này, dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi, cô ấy vội vàng ôm lấy Diệp Quân chạy tới sau cái cây bên cạnh, cô ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đừng ra ngoài, cũng đừng lên tiếng. Nói xong, cô ấy xoay người chạy đi mất. Diệp Quân ngơ ngác. Người phụ nữ đi ra từ phía sau cây, một người phụ nữ váy trắng xuất hiện trước mặt cô ấy. Người đó chính là Tự Oánh. Tự Oánh nhìn về phía sau cây, sau đó hỏi, hắn là ai? Người phụ nữ đáp, bạn. Tự Oánh nhìn chằm chằm người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lùng, bạn ư. Người phụ nữ gật đầu. Tự Oánh nhìn chằm chằm cô ấy. Giọng nói bắt đầu trở nên nặng nề, đó là một người đàn ông ngoại tộc. Người phụ nữ im lặng. Ánh mắt Tự Oánh dần trở nên lạnh lẽo, phải giết. Người phụ nữ lập tức nói, không được. Thấy phản ứng gay gắt của người phụ nữ, Tự Oánh thoáng sửng sốt, sau đó trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì? Người phụ nữ vẫn nói, bạn bè. Tự Oánh nhìn chằm chằm người phụ nữ một lúc, sau đó chợt siết chặt hai tay. Bà ta đang định ra tay thì người phụ nữ đó cũng siết chặt tay ngăn cản trước mặt bà ta. Thấy cảnh này, ánh mắt Tự Oánh lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi thích hắn à? Người phụ nữ ngây người, đang định lắc đầu thì Tự Oánh đột nhiên chạy nhanh tới sau cái cây, đánh ra một quyền, sắc mặt người phụ nữ thay đổi, cô ấy chắn trước mặt Tự Oánh, sau đó đánh ra một quyền. Tự Oánh bị ép lùi lại, sau khi dừng lại, bà ta lập tức nổi giận, phục võ. Không ngờ ngươi lại vì một nam nhân ngoại tộc mà ra tay với tỉ muội của mình. Hừ, mẹ kiếp, hủy diệt đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.